Hi, xin chào các chị nha. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục like đồ nha các chị nha. Ngày hôm nay Ly vẫn tiếp tục like đồ. Hello Khang nha. Hello anh nha. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài vô group giùm em nha. Chia sẻ bài vô group giùm em luôn. Chia sẻ bài vô group giùm em luôn. Dạ, hello anh. Hello chị Ốc nha. Ốc về rồi hả chị? Các chị ơi, các chị chia sẻ bài giùm em với nha. Chia sẻ bài với lại chia sẻ vô nhóm giùm em nha. Chia sẻ bài với chia sẻ vô nhóm giùm em luôn. Ngày hôm nay hàng của em về rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Các chị ơi, các chị lên đông đông nha. Lên đông đông em sẽ bắt đầu like luôn. Ngày hôm nay đồ về rất là đẹp, rất là xinh, áo thun rất là nhiều luôn. Các chị ơi, những chị nào đang xem á, các chị chấm tương tác giùm Ly với nha. Các chị chấm tương tác giùm em với. Chấm tương tác giùm em với luôn các chị nhé. Hello Heo, hello Ngọc. Heo ơi, xe lại cho bé coi. Các chị ơi, các chị chia sẻ ba vô 30 nhóm group nha. Những chị nào may mắn thì sẽ được nhận quà của em luôn. Hôm qua thì đã có chị được nhận quà rồi. Hello Nguyễn nha. Hello chị Hảo nha. Các chị ơi, các chị lên đông đông thì em sẽ bắt đầu like luôn các chị nha. Lên đông đông em sẽ bắt đầu like luôn. Những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với nha. Các chị ơi, những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với. Bị tụt view. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài giùm em nhiều lên các chị nhé. Chia sẻ bài giùm em nhiều luôn. Đợi một xíu nữa lên view đông đông em sẽ bắt đầu like luôn các chị nha. Lên view đông đông em sẽ bắt đầu like luôn. Hai mươi sáu view. Lên hơn 30 view em sẽ bắt đầu like các chị nha. Lên hơn 30 view em sẽ bắt đầu like luôn. Ngày hôm nay đồ về rất là xinh. À, áo đăng mặt hả? Hình như 220 á nhỏ ơi, 220. Áo ly mặc 220 nha các chị nha, nhưng mà nó là hàng order. Cái này nó là hàng chuẩn loại 1 luôn. Có những chị mua ở Hà Nội tới 400 mấy luôn. Nhưng mà cái hàng này rất là đẹp các chị nha. Không phải là những cái hàng mà như các chị nhìn thấy người ta bán. Đồ thì chất nó không được đẹp, còn cái chất của em thì cực kỳ đẹp luôn. Bao, bao đẹp. Cái này 220 nha, những chị nào mà muốn mua cái áo của Ly đang mặc á thì các chị inbox cho em nha, inbox để em đặt hàng nha. Không biết còn không nữa. Những chị nào muốn mua cái áo của Ly đang mặc thì các chị inbox cho Ly nha, chất rất là đẹp. Đây, chất cực kỳ đẹp, màu đẹp, màu đỏ đô các chị nha. Hello Nguyễn Phi Hùng, Hùng ơi xem bài em chị với. Cái này là màu đỏ đô, chất của nó là chất gì ta? Nó nghiêng về phi nhưng mà nó rất là mịn với mát. Rất là xinh luôn. Chất rất là đẹp. Chị nào mà muốn lấy cái áo này thì các chị cứ inbox cho em nha. Rồi lên 36 view, lên 40 view. Chị Nguyễn Thị Tiên ơi, à, bữa trước chị có mấy cái rồi á, ngày hôm nay á chị lựa thêm rồi để em gửi cho chị luôn nha, tại vì đợt trước em vẫn gửi giữ hàng cho chị. Rồi cảm ơn Hùng nha, chị cảm ơn em luôn. Rồi lên 40 view rồi các chị ơi, lên 40 view rồi. 50k đồng giá nha anh Quang Thịnh. 50k đồng giá anh nha, mua cho bạn gái kịp luôn. Rồi. Rồi các chị ơi, 45 view rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn. Bây giờ em sẽ bắt đầu like các chị nha, lên 50 view rồi nè. Ngày hôm nay đồ rất là xinh luôn. Em sẽ like
tùm lum tà la. Rồi, hello Yến, hello chị nha. Rồi mã số 1 nè, mã số 1 áo thun nha, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment mã 1 giùm em. Mã số 1 nha các chị yêu nha, mã số 1 50k, hàng mới, hàng neo, đồng giá 50k nha các chị. Những chị nào mà vô like á, là đồng giá 50k thôi các chị yêu ơi, đồng giá 50k, giùm váy hay tất cả mọi thứ đi. À, áo em đang mặc 50k luôn. Hả Thịnh? Ai cái này đồng giá 50k hết các chị nha. Mã số 1 hàng neo nha các chị nha, hàng mới còn tát nè. Hàng mới nha các chị nha, hàng mới. Đây mã số 1 rất là xinh. Chị nào mua hàng của em thì các chị vui lòng cho em số điện thoại và địa chỉ. Đây, hello Quỳnh, Quỳnh chia sẻ giúp rồi giúp đi. Đây chất rất là đẹp. Các chị nhìn thấy không ạ? Ở trong chất rất là đẹp luôn. Áo thun của em cực kỳ dày nha các chị nha. Em chính bản thân em còn mặc nữa. Trong khi em là một đứa cực kỳ khó tính về áo thun luôn. Nhưng mà chất không chê được luôn. Đây, áo rất là xinh, mã số 1 nha các chị nhé. Mã số 1 nè. Chị nào lấy cái này comment mã 1 giùm Ly nha. Mã 1 nè. Mã 1 nha các chị nha, 55kg để về một. Dạ con cảm ơn cô Tiến. Rồi, mã số 1 nha các chị nha. Mã số 1 nha. Chị nào lấy cái này comment giùm Ly mã số 1 nha. Ngày hôm nay em like áo chị mặc 220 hiền phạm nha. Ai mà muốn mua áo của Ly thì inbox nha. Ai mà muốn mua áo của Ly thì inbox nha. À 57kg cũng vừa nha Nguyễn Thúy Anh, nhưng mà quan trọng là chiều cao nha. Ok Yến ơi, bữa nào qua lựa đi, đồ đẹp lắm. Áo đang mặc 2000 nha Quỳnh. Đây mã số 2, áo thun báo rất là xinh. Mã số 2 có đồ bộ nha em. Dạ có mấy màu nha chị Hiền Phạm. Mã số 2, mã số 2 áo báo rất là xinh luôn. Áo báo 50k, đồng giá 50k các chị yêu nha. Mã số 2 cực kỳ xinh luôn, đóng váy, đóng quần đùi rất là xinh. Mã 2 nè, chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm Ly, rất là xinh luôn. Áo thun nha các chị nha, cái này áo thun rất là xinh. Mã số 2 nha. Hello chị Rivo coi, khách hàng thân thiết của em đây. Rồi mã số 2 cực kỳ xinh, chất rất là đẹp. À áo, áo đang mặc giá 220k, 57. 57kg cao 1m63 mặc được luôn chị nha. Đây em mặc vẫn còn rất là rộng. Em mặc vẫn còn rộng nè các chị. Cái này nó dễ, rất là dễ bận đồ. Rồi mã số 2. Mã số 2 nè, chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm Ly nha các chị yêu ơi. Mã số 2 này rất là xinh luôn, áo báo. Chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm Ly nha. Lâu lâu mới có cái áo báo này thôi, rất là xinh đây nè. Ok ok su su, chị chuẩn bị like đồng bộ. Nói chung là chị cầm cái nào được lên là chị like cái đó luôn. Có áo kiểu luôn em, có áo kiểu luôn Gia Linh. Nhiều lắm, có sơ mi rồi luôn, đầy đủ hết luôn. Mã số 2 nha. Chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm em, 55kg đổ về mặt vừa. Đây mã số 2 các chị yêu nha, mã số 2 nha. Áo báo là mã 2 nè, chị nào lấy comment mã 2 đi luôn. Có áo kiểu đồ luôn nha các chị ơi, có áo kiểu luôn, có đồ bộ luôn. Cái này rất là xinh, mã số 3. Ok ok, mã số 3, mã số 3 rất là xinh nè. Cái này ở ngoài nó là màu xanh ngọc các chị nha. Màu đúng của nó là màu xanh pastel, màu xanh ngọc. Xanh ngọc pastel có chữ. Có chữ này rất là xinh nè, đính cườm nè các chị. Cái này là dạng áo thun nhưng mà thun ôm chứ nó không có phải là phông rộng. Cái này 55kg đổ về mặt vừa rất là xinh, mã số 3. Đây. 50k đồng giá nha chị Hiếu Bình. Hàng của em bán là 50k đồng giá các chị nha, 50k đồng giá. Mã số 3 nha các chị yêu ơi, mã số 3 nè. Chất rất là xinh. Mã số 3 nè các chị yêu ơi, mã số 3. Cái này dạng thun gân. Đó, mã số 3 nha. Chị nào lấy cái này comment mã 3 giùm em. Có chân váy chị Rio còi ơi, nhưng mà không biết còn ta còn. Mã số 3 chị Hiếu Bình là cái nào chị ơi, số 2, số 3 chị ơi. Là áo báo phải không chị? Chị Hiếu Bình ơi, chị là áo báo hay là cái này chị hơn? Tại vì em chốt theo mã, cái này là mã số 3, còn cái áo báo là mã số 2. Áo ly mặc à, inbox nha Kiều. Chị Hiếu Bình ơi cho em đi. Rồi ok chị Hiếu Bình, rồi em chốt mã số 2 áo báo cho chị Hiếu Bình nè. Chị Hiếu Bình cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Dạ 50k, 50k đồng giá ok su su. Tại chị
Rồi ok, áo báo chị Hiếu Đình ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị ơi. Rồi số 2 chốt cho chị Hiếu Bình nè, chị Hiếu Bình cho em số điện thoại và địa chỉ luôn. Dạ ok chị Hiếu Bình, chị Hiếu Bình ơi chị. À hello Mắm. Chị Hiếu Bình cho em số điện thoại và địa chỉ luôn. À, mình ở Tu Che Đơn Dương Lâm Đồng nha Úc Đẻo nha. Chị Hiếu Bình ơi cho em số điện thoại và địa chỉ luôn. Rồi ok em cảm ơn chị. Thấy rồi nha chị nha. Cho em địa chỉ luôn chị nha. Vui lòng cho em địa chỉ luôn. Các chị ơi, các chị vui lòng mua hàng của em cho em địa chỉ luôn nha. Rồi, có áo dây áo kiểu rồi luôn. Cái này rất là xinh, vải von mã số 4. Mã số 4. Cái này các chị không lấy thì em mặc luôn. Rồi ok chị Đà Lạt, ok chị Đà Lạt rồi. Áo đang mặc chỉ có một màu thôi, áo em đang mặc. Rồi đây mã số 4. Mã số 4 có đầm ngủ nha Mắm. Dạng pyjama ý hả? Có đầm ngủ nhưng mà dạng dạng sao ta? À dạng dạng con vịt đồ, em đợi chút chị lên nè. Mã số 4 nè. Mã số 4 các chị yêu ơi, dạng von rất là xinh. Chỉ có 50k thôi, cái này rất là xinh luôn, sexy, mặc đùi rất là xinh. Mã số 4 màu hồng. Màu hồng rất là xinh nhé chị nha. Áo em đang mặc là những chị nào muốn mua áo em đang mặc thì inbox giùm em nha. Tại cái áo này không phải là hàng 50k các chị yêu nha. Đây, những chị nào mà muốn mua cái áo của em đang mặc thì các chị inbox giùm em luôn. Đây, mã số 4 rất là xinh. Rồi, mã số 4 những chị nào mà muốn mua áo của em đang mặc thì các chị inbox giùm em nha. Mã số 4 này các chị rất là xinh luôn, vải von. Mã số 4 nha, chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Bây giờ em sẽ qua mẫu rất là nhanh luôn nên những chị nào ấy thì các chị chốt theo mã giùm em. Đây số 4. Số 4 nha các chị yêu nha, số 4 nè. Váy ngủ nha các chị nha, váy ngủ rất là xinh luôn, em rất là thích em này. Số cái này rất là xinh, váy nha các chị, váy mịt. Váy mịt mã số 5. Cái này em lấy hai cái, một cái màu này với cái đỏ đô mặc rất là xinh luôn. Cái này là hàng mắc hơn nhưng mà em bán đồng giá 50k luôn. Đây. Váy vịt đó các chị thấy không ạ? À? Váy vịt. Mã số 5. Chị nào lấy cái này comment mã 5 giùm em. Nó còn vài màu hay sao các chị? Mã số 5 rất là xinh đây nè, phi bóng nè, rất là xinh luôn, 55 kg đổ về mặt vừa mã 5. Cái này xinh nè Kiều ơi. Cái này rất là xinh luôn á các chị, mã số 5. Cái này là váy ngủ các chị nha, váy ngủ nhưng mà rất là xinh luôn. Do em bận áo ở trong nên với lại nhìn nó không có được xinh lắm, thật ra váy này rất là xinh luôn. Mã số 5 các chị yêu nhé, mã số 5. Chị nào lấy cái váy này comment mã 5 giùm em, rất là xinh. Chất phi bóng các chị nhé. Đây phi bóng nha, con vịt nè, rất là xinh luôn. Đó, cổ này các chị. Mặc ở nhà cực kỳ xinh luôn, mã 5 nha. Ai lấy cái này comment mã 5 giùm em nha, mã 5. Đồng giá 50k hết các chị yêu nha. Đó, đằng sau này các chị. Rất là xinh nhé. Mã 5 các chị yêu nha, chị nào lấy cái này comment giùm ly mã 5 luôn. Rồi, mã số 6 này các chị, mã số 6 áo có màu khác nha chị Mộc Thảo nha, để em coi cái đó có màu khác nữa. Cái đó, à rồi, mã số 5 có màu khác. Rồi ok, Mai Yến số 5, Mai Yến ơi chị chốt cho em địa chỉ với Xuân Hải đi chị ơi. Rồi ok. À số 5 của Mai Yến nè, Mai Yến chốt cho Ly số điện thoại với địa chỉ luôn bạn ơi. Số 5 của Mai Yến nha, chốt số 5 cho Mai Yến nè. Các chị ơi cho em số điện thoại với địa chỉ giùm em luôn. Số 5 chị Mai Yến, chị Mai Yến cho em số điện thoại với địa chỉ luôn nha. Có sỉ nha, có sỉ nha em nha, có sỉ nha Đinh Ngọc Song Vi, chị có có sỉ luôn. Hàng của chị là hàng chuẩn sỉ bao, bao mềm. Rồi cho em địa chỉ luôn. Rồi cái số 5 nó còn màu cam và màu vàng. Chị nào lấy cam comment cam giùm em. Chị nào lấy vàng comment vàng giùm em. Còn cam và vàng rất là xinh yêu luôn. Cực kỳ xinh luôn. Có màu cam và màu vàng các chị nha. Chị 50k thôi. Rồi ok, cảm ơn bạn Mai Yến luôn. Cảm ơn bạn luôn nha. Rồi còn màu cam và vàng. Chị nào lấy cam comment cam giùm em. Rất là xinh. Rất là mát, vải phi bóng nha. Cái này là hàng bình thường, là hàng áo chị đang mặc. Áo chị 50k thôi, còn màu cam và màu vàng các chị yêu nha. Đây, rất là xinh. Chị nào lấy cái này cam comment cam giùm ly, chị nào lấy vàng comment vàng giùm ly. Áo em đang mặc có bán với chị Kim Thúy nha. Hàng của em đang mặc là hàng chuẩn. Những chị nào mà muốn mua áo của em đang mặc thì inbox giùm em nha. Inbox trong tin nhắn giùm ly cái áo ly đang mặc luôn.
Áo của Ly đang mặc là giá khác nha các chị nhé, giá khác nha. Những chị nào muốn mua áo này thì các chị inbox luôn, áo rất là xinh đó, cực kỳ xinh luôn, chất rất là đẹp. Còn áo ngủ là áo này là 50k các chị nhé. Đây màu cam, chị nào lấy cam chốt cam giùm Ly, còn màu và cam với màu vàng này, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Váy ngủ còn cam vàng này các chị, vẫn còn hình như còn màu nữa thôi. Chị nào lấy cam chốt cam giùm em, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em, rất là xinh. Áo ngủ chị, váy ngủ chỉ có 50k thôi, phi bóng chất rất là đẹp. Áo của chị đang rồi, ok, chốt cho Mai Yến thêm một cái màu vàng. Ok, chốt cho Mai Yến một cái màu vàng, cực đẹp luôn á Mai Yến ơi. Áo chị đang mặc, áo của chị đang mặc có bán nha Lệ Hiền nha, em inbox giùm chị với. Đây dạ màu vàng hết rồi chị Mộc Thảo ơi, một chỉ còn màu cam chị nhé. Váy ngủ còn màu cam nha, màu cam với màu nào nữa à, còn cam với xanh, có màu xanh này chị Mộc Thảo ơi. Mộc Thảo ơi còn cam và xanh chị nhé, còn cam và xanh đây, còn cam và xanh và một màu gì ta, màu da. Rồi của chị Mai Yến hai cái rồi. Mộc Thảo ơi hết hết vàng rồi, chỉ còn cam và xanh chị ơi, còn cam và xanh nhé, chị chốt lại giùm em cam hay xanh ạ. Đây chị Mộc Thảo ơi còn cam và xanh chị nhé, còn cam và xanh và màu da hay sao, nhưng mà màu da giờ em chưa tìm ra được. Màu cam cũng rất là xinh luôn, màu xanh cũng rất là xinh, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm Ly. Rồi ok chị Mộc Thảo nè, ok chị Mộc Thảo nè, rồi chốt xanh cho chị nè. Rồi chị Mộc Thảo cho em địa chỉ luôn chị nhé, cho em địa chỉ luôn. Rồi ok Bác Khối, để cái hàng của Ly đang mặc thì order nha Bác Khối nha, có gì inbox giùm Ly nha, inbox giùm Ly. Chị nào muốn mua cái áo của em đang mặc thì inbox giùm em nha, chị Mộc Thảo cho em địa chỉ luôn chị nhé. Tùy nơi á Mai Yến ơi, nếu mà em mua nhiều chị sẽ hỗ trợ phí ship và reship cho em, còn mua ít thì chị cũng chưa biết nữa. Bây giờ áo váy, lên váy đi các chị ơi, lên váy áo thun áo sơ mi dùm rất là nhiều, chất rất là đẹp. Váy, váy xám, váy xám rất là xinh, 55kg đổ về mặt vừa. Rồi rồi em cảm ơn chị Mộc Thảo luôn, váy xám rất là xinh, 55kg đổ về mặt vừa nè. Váy xám rất là xinh, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment xám giùm em, rất là xinh. Đây, váy xám gấu nha, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này chốt xám giùm Ly, rất là xinh yêu luôn. Nè các chị chất thun nha, cái này mặc trên đầu gối một xíu các chị nhé, 55kg đổ về mặt vừa. Còn chị nào mà trên 1m6 thì trên 55kg vẫn mặc vừa luôn, là dưới 60kg. Tại tùy theo chiều cao mà các chị nhé, tùy theo chiều cao nữa. Cái này chị nào lấy chốt xám giùm Ly nè, chị nào lấy cái này chốt xám giùm em nha, rất là xinh yêu luôn, 55kg đổ về mặt vừa nè. Rồi áo rất là xinh yêu luôn, đây trời cái này cực kỳ xinh luôn, cái này váy nè các chị, váy cực kỳ xinh luôn, đỏ đỏ đô. Chị nào lấy cái này chốt đỏ giùm em, rất là xinh. Cái này 55kg đổ về mặt vừa các chị nhé, cái này dạng hơi hơi suông suông, cũng hơi body một chút đó. Cái này là màu đỏ, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em, rất là xinh yêu luôn nè các chị thấy không ạ. Rất là xinh, có nơ, chỉ 50k thôi, cái này là thun gân, rất là xinh yêu luôn. Cái này cực kỳ xinh luôn. Rồi ok Thúy Ngân, chị chuẩn bị lên áo thun em nha, em cứ từ từ giùm chị, tại chị bóc chúng cái nào chị like nó luôn. Đây, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em nha, rất là xinh yêu luôn. Rất là xinh, đây thun gân này các chị thấy không ạ. Đó, đỏ nha các chị nhá, đỏ nha, chị nào lấy comment đỏ giùm em nha. Rồi lên. Rồi ok Thu Hình đỏ nè. Chị Thu Hình ơi cho em địa chỉ và số điện thoại đi chị ơi. Thu Hình nè, đỏ của Thu Hình nè. Chị Thu Hình cho em số điện thoại và địa chỉ chị nhé. Vui lòng cho em số điện thoại và địa chỉ luôn chị Thu Hình ơi, để em chụp màn hình luôn. Rồi. Rồi. Áo thôi. Chị Thu Hình cho em địa chỉ với số điện thoại chị nha. Rồi áo thun nè, bây giờ lên áo thun các chị nha. Áo thun nè, áo thun xanh rất là xinh nè. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em, rất là xinh luôn, 50k thôi. Đây, màu xanh các chị yêu nha, màu xanh rất là xinh luôn. Em chốt áo đỏ cho chị Thu Hình, váy đỏ cho chị Thu Hình. Chị Thu Hình cho em số điện thoại và địa chỉ với. Cái này xanh,
Rồi ok, em cảm ơn chị Thu Hình luôn. Rồi ok, hai em muốn áo của chị mặc inbox nha, hồi nhỏ hoa hồng, áo của Ly mặc có bán luôn inbox. Đây, áo thun màu xanh rất là xinh ở đằng sau nè. Đằng sau đó có chữ nè. Đằng sau có chữ nha các chị nha, đằng sau có chữ Lucky Me. Đằng sau có chữ Lucky Me rất là xinh luôn. Áo thun xanh. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm Ly. Áo Ly đang mặc có bán luôn. Những chị nào mà muốn mua cái áo Ly đang mặc thì các chị inbox cho Ly nha. Rất là xinh nè. Đó, rất là xinh, chất rất là đẹp. Những chị nào muốn mua cái áo của Ly đang mặc đó thì các chị hãy inbox nha để em xem coi còn hàng không. Tại vì những cái hàng này cũng hơi bị khó kiếm luôn. Nó chỉ có số lượng của nó cũng ít đó các chị. Đó. Rồi ok Gia Linh, bây giờ để chị lên chị tìm được cái áo kiểu này chị quăng cho em luôn đây nè. À có áo sơ mi nè em, sơ mi được không? Rồi áo sơ mi. Áo sơ mi đi các chị yêu ơi, sơ mi nè. Sơ mi mã số 4 nè, chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Áo sơ mi rất là xinh, chất rất là mềm các chị thấy không ạ? Chất rất là mềm nè. Cái chất này là sơ mi gì đó nó rất là mềm luôn, mặc rất là thoải mái nhưng mà nó không hề bị nhăn nhiều. Đây chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em nha, rất là xinh. Cái này là màu xanh rất là xinh. Đây này, ở đằng sau nó trơn nha các chị nha, đằng sau trơn còn đằng trước nó đơn giản như vậy thôi. Số 4 đóng thùng rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Dạ được là sao Gia Linh? Ok bây giờ cứ lên là chị tìm cho em được cái này, là chị tìm lên cho em luôn. Số 4 này các chị ơi, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa nha các chị nhá. 55 kg đổ về mặt vừa nè. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. 55 kg đổ về mặt vừa các chị yêu nha. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa nè. Rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment giùm em số 4 các chị nha. 55 kg đổ về mặt vừa. Đơn giản 1997. Chị nào lấy cái này comment số 7 giùm Ly. Comment số 7 giùm Ly, chất thun rất là dày. Rồi ok, số 4 chốt cho Gia Linh nè. Rồi ok, số 4 chốt cho Gia Linh nè. Gia Linh có đơn rồi nè. Rồi số 4 chốt cho Gia Linh nè. Có màu khác hả em? Để chị kiểm tra thử. Cái này xinh lắm Linh ơi, ở ngoài không có quần ống rộng, hình như hết rồi nha Tú Anh Cherry. Có màu khác không ạ? Để tí chị lên thử. Có màu khác thì chị inbox em luôn nha. Có màu xanh nữa nè. Còn màu xanh nè. Quần ống rộng hết các chị nha. Đây. Sơ mi màu xanh rất là xinh. Đây. Đây sơ mi màu xanh nè. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Rất là xinh nha. Thêu bướm nha. Đây là thêu rất là xinh luôn. Nè cái này là thêu vô luôn các chị nha. Đây nè. Cái chỗ này là nó thêu vô luôn chứ không phải nó dán nha các chị nha. Nó thêu vô luôn. Đó nó thêu rất là xinh luôn. Đây số xanh. Ok em, cái áo kẻ đen ok luôn. Cái đó cái váy em đợi xíu nha. Đây số bộ số cái này xanh nha, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em, chất rất là đẹp. Rất là xinh luôn, 55 kg độ về mặt vừa, mặt rất là xinh luôn. Đóng thùng hay gì rất là xinh yêu luôn. Xanh nha các chị yêu nha, vải rất là mềm mịn. Nó là vải gì ta? Đó, nó không phải là vải sơ mi lắm đâu các chị nha, nó chất của nó rất là mịn luôn. Đây xanh rất là xinh, đơn giản thôi. Màu xanh nha các chị nha, màu xanh pha dạng như sao ta? Cái này là vàng á chị, vàng neon rồi ta. Cái màu này xanh chuối hay sao á các chị, vàng pha chuối gì đấy em cũng không hình dung ra nữa. Đây, màu xanh nha. Ok, màu xanh. Rồi, áo thun đen số 7, chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em. Lấy sỉ hả chị? Lấy sỉ thì Minh Minh inbox giùm chị nha. Minh Minh inbox, lấy sỉ thì inbox giùm chị nha. Minh Minh ơi, khi nào mà chị lấy sỉ inbox giùm em với. Đây, áo thun rất là xinh yêu luôn các chị yêu ơi. Áo thun rất là xinh luôn, 1997. Bạn nào sinh năm 1997 hốt em này giùm Ly. Những cái em này mà mang giỏ vô nữa cực kỳ xinh. Mang quần đùi hoặc là giấu quần rất là xinh luôn. 1997 số 7. Chị lấy cái này comment số 7 giùm Ly nè. Chất thun rất là đẹp, 55 kg độ về mặt vừa. Chất thun cực kỳ đẹp luôn, 55 kg đổ về mặt vừa nhé. Chị nào lấy cái đó comment giùm Ly số 7 nha. Đây.
Áo chó này có người lấy. Rồi. Vẫy nha các chị yêu nha, vẫy, vẫy Chanel. Vẫy Chanel, đây, vẫy Chanel 55 kg độ về mặt vừa, trên 1 mét. Cỡ 1 mét 6 trở lên thì 60 kg độ về cũng vừa luôn, tại vì tùy theo tạng á các chị ơi. Cái áo em đang mặc inbox giùm em nha chị Thu Huỳnh nha, áo em đang mặc inbox giùm em với. Áo em đang mặc là hàng order các chị nha, áo em đang mặc là hàng order phải đặt. Rồi. Chanel rất là xinh luôn, mã số 8. Chị nào lấy cái váy này comment số 8 giùm em, 55 kg độ về mặt vừa, chất rất là dày dặn. 55 kg độ về mặt vừa luôn. Đây số 8 rất là xinh đây nè. Đây nè các chị thấy không ạ? À? Đây nè. Nó có thêu hoa với lại cái thêu cái này nè các chị. Cái này là Gucci. Gucci hay Chanel vậy ta? À Gucci các chị nha, đó áo Gucci nè. Cái này Chanel chứ trời. Trinh Nguyễn ơi, nhắn tin hồi nào ta, sao chị không nhìn thấy sorry em luôn á, để tí chị stress inbox nha. Đây, áo này nha, chị nào lấy cái này cởi váy nha các chị nha, comment giùm em mã số 8 nè, rất là xinh yêu luôn, mã số 8. Đó các chị thấy không ạ? Mã số 8 các chị yêu nha, mã số 8. Áo chị đang mặc inbox giùm chị nha, Thanh Nguyễn Trinh, Trinh Nguyễn Trinh ơi inbox giùm chị nha, áo chị đang mặc inbox giùm chị nha. Rồi một cái em babydon rất là xinh, áo kiểu rất là xinh, cái này xinh lắm này Gia Linh ơi. Babydon mặc quần đùi ba xinh luôn, mã số 10. Rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa. Đây, trời ơi cái này cực kỳ xinh luôn, mã số 10 các chị ơi, cái này mặc quần đùi hay là váy rất là xinh. Hồi chiều em lấy một cái màu tím em mặc. Màu cam, mà cái này là hồng cam rất là xinh, mã số 10 nè. Rất là xinh, bánh bèo gơ. Rất là xinh luôn á chị, babydon, dạng áo babydon. Mã số 10 nha các chị nha, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment số 10 giùm Ly luôn. Số 10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn. Cái này cực kỳ xinh luôn á các chị. Cái này hồi chiều em lấy mận một cái rồi, cực kỳ xinh luôn. Mặc vô rất là xinh. Đó, vậy thấy không ạ? Mặc vô rất là xinh. Số 10 nha các chị yêu nha, số 10 nha. Đó, nó như vậy nè các chị, rất là xinh. Chị nào lấy cái này comment số 10 giùm Ly nha, dạng babydoll. Rồi ok Trinh Nguyễn, ok em luôn. Số 10 nha các chị nha, chị nào lấy cái đó comment số 10 nè. Quần đùi. Quần đùi các chị yêu ơi, quần đùi đen rất là xinh, chỉ có 50k thôi. Size 27 nè. Không biết có màu khác không Gia Linh, chị chưa biết. Nè, size 27 quần đùi nè, chị nào lấy cái này comment 27 giùm Ly. 27 quần đùi rất là xinh. Quần đùi nha các chị nha, quần đùi size 27 nè, hình như còn size nha các chị nhé. Hình như còn size. Còn size các chị yêu nha, còn size nè. Chị nào lấy cái này comment 27 giùm em, còn size. Đó, rất là xinh luôn. Rất là xinh nha các chị yêu nha, 27 nha. Chị nào lấy cái này comment số 27 giùm em nè, rất là xinh luôn. Đó, 27 các chị yêu nha, đó. Chị nào lấy cái này comment 27 giùm em. Quần đùi nha các chị nha, quần đùi nè. Chất rất là đẹp, rin nha các chị nha, quần đùi rin. Quần đùi rin các chị nhé. Chị nào lấy cái này comment 27 giùm em. Các chị ơi, những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với. Chấm tương tác giùm em với các chị nhé. Rồi 27 nha, đó rất là xinh. Số 27 các chị nhé. Rồi, áo này các chị, áo cổ lợ bạ dạng 3 phân rất là xinh luôn, mã số 12. Chị nào lấy cái này comment 12 giùm em, chất rất là đẹp. Đây. Mã 12 nha các chị nha, mã 12 rất là xinh luôn. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa, cái này dạng ôm. Cái này dạng ôm nha các chị nha, rất là xinh. Đây nè, nó có cái hình ở đây nè. Đó, mã 12 các chị yêu nha, mã 12 nè. Mã 12 các chị nhé. Chị nào lấy cái này comment dùm Ly, mã 12 các chị yêu nha. Mã 12 rất là xinh luôn. Cái này đóng thùng hay là gì rất là xinh. Rất là mát luôn. 12 nha các chị nha, mã 12 nha. Nó rất là xinh. Áo Gucci không biết còn không đây. Rồi mã 12 các chị nha, mã 12. Mã 13 nè các chị, mã 13 rất là xinh luôn, áo thun. Áo thun mã 13 rất là xinh. Đó, 13, cái màu này rất là xinh luôn, màu hồng đất. Hồng đất cực kỳ xinh luôn.
Đây, mã 13 các chị yêu nha, mã 13 nha. Rồi mã 13 của Thúy Ngân nè, cái này cực kỳ xinh luôn. Thúy Ngân ơi, em cho chị địa chỉ với số điện thoại đi em ơi. Thúy Ngân ơi, em cho chị số điện thoại với địa chỉ đi Thúy Ngân ơi. Rồi mã 13 chốt cho Thúy Ngân nè. Thúy Ngân ơi, em cho chị số điện thoại với địa chỉ em nha. Quần ống rộng. Dạ em không biết là chị Loan Đàn ơi, đồ của em cũng nhiều quá em cũng không biết nữa. Đây, mã 13 nha các chị nha. Mã 14 áo sơ mi hồng rất là xinh. Mã 14 nè, chỉ có một cái này thôi. Rồi, ok, cảm ơn Thúy Ngân, ok em luôn, cảm ơn em luôn. Mã 14 này các chị rất là xinh, hàng neo còn tát 50k các chị nha. Mã 14, ok 14 của Tâm Tâm nè. Tâm Tâm ơi cho chị số điện thoại và địa chỉ luôn. Chốt 14 cho Tâm Tâm nè. Tâm Tâm ơi cho chị số điện thoại với địa chỉ luôn em nhé, để chị chụp màn hình luôn. 14 hết rồi nha chị Thu Hình nha. Em không biết còn không nữa. Còn cái đống này không biết còn không, nếu còn thì em để cho chị luôn. Áo chị đang mặc inbox nha. Những bạn nào muốn mua áo của Ly đang mặc inbox của Ly nha. Rồi, chị Thu Hình ơi áo hết, tạm thời hết chị nha. Tại vì em không biết là trong cái đống này còn không. Mã 14, Tâm Tâm ơi cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Cho em số điện thoại và địa chỉ đi các chị ơi. 14 hết rồi Gia Linh ơi, 14 hết rồi. Nếu mà còn chị cũng để cho em luôn. Một bộ đồ bộ rất là xinh, đồ bộ Doraemon. Đồ bộ Doraemon rất là xinh luôn, mã 20. Đồ bộ Doraemon rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa thôi các chị nha. Cái đồ bộ này 55 kg đổ về mặt vừa, rất là xinh. Đây, đồ bộ Doraemon số 20 rất là xinh yêu, em cũng hốt một bộ mặt. Rất là xinh luôn, đồ bộ Doraemon nha. Đây, mã 20, chị nào lấy cái này comment 20 giùm em. Nè, cài khuy nha, rất là xinh luôn. Đó. Ok Vivi, rồi ok, cảm ơn Tâm Tâm luôn, mình cảm ơn bạn Tâm Tâm luôn. Rồi mã 20 của Tinh Nu nè. Tinh Nu ơi cho mình xin số điện thoại và địa chỉ luôn bạn ơi. Tinh Nu cho mình xin số điện thoại và địa chỉ luôn bạn nhé. 20 hết nha Gia Linh nha, hết nha Gia Linh nha. Tinh Nu ơi bạn cho mình số điện thoại và địa chỉ luôn. Còn à, đồ bộ nhiều lắm Gia Linh ơi, còn đồ bộ nhiều gái xinh lắm em đừng lo. Tinh Nu ơi cho mình số điện thoại và địa chỉ với bạn nhé. Cho mình số điện thoại với địa chỉ luôn. Cái bộ này xinh nè, vẫn còn nha. Tinh Nu ơi cho mình xin số điện thoại với địa chỉ nha. Rồi ok em inbox. Rồi, đồ bộ này, đồ bộ rất là xinh luôn. Đồ bộ cực kỳ xinh yêu luôn. Đây, đồ bộ này mã số 2. Chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm Ly. 55 kg đổ về mặt vừa đây. Rồi ok Tinh Nu, ok Tinh Nu. Mã số 2 các chị yêu nha. Đồ bộ này mã số 2 nè. Chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm Ly luôn. 55 kg đổ về mặt vừa rất là xinh. Cái này xinh nè Gia Linh ơi. Đó, cái này rất là xinh luôn. Đồ bộ này các chị nha, 55 kg đổ về mặt vừa rất là xinh em gấu. Báo hồng đồ. Rồi thấy rồi bà xíu. Đây, mã số 2, chị nào lấy cái này comment mã 2 giùm em, rất là xinh luôn. Xíu mày có mặc không? Đem đồ bộ cho tao luôn đi, mặc không vừa đem đi đổi. Rồi đây, mã số 2. Cái này Vi mặc vừa không Vi? Cái này em mua dai vậy Vi mặc vừa không? Rồi ok, số 2 của Vi Vi nè, Vi Vi mua dai vậy. Rồi ok, số 2 chốt cho Vi Vi nè. Số 2 chốt cho Vivi nè. Giờ à rồi ok. Đồ bộ rất là xinh, mã số 4, mã số 4 rất là xinh, sexy quần lửng. Đồ số 4 rất là xinh luôn các chị yêu ơi. Cái này là cái này 60 kg đổ về mặt vừa, tại vì nó là cái thô lưng thùng. Ok. Ok, đã rồi rồi ok chị Thu Hình, shop em ở Tu Cha Đơn Dương Lâm Đồng nha chị Thu Hình nha. Đây đồ bộ rất là xinh, mã số 4, chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Quần lửng các chị nha. Cái này 60 kg đổ về cũng vừa luôn tại vì nó có thun. Số 4 này các chị.
Số 4 rất là xinh, cái quần nó như vậy nè, qua đến đầu gối. Số 4 các chị nha, số 4. Chị nào lấy cái bộ này comment số 4 men, chất rất là đẹp. Rất là xinh luôn. Áo này, áo rất là xinh. Cái bộ này ở ngoài chó xíu. Xe rấp giùm đi xíu. Đang tục view quá. Số 4 các chị yêu nha, số 4 này, chị nào lấy cái này comment số 4 men, rất là xinh. Áo này các chị. Áo này sẽ sexy girl xinh lắm luôn. Đó, số 4 nha, chị nào lấy cái này comment giùm em số 4 nha. Áo thun vẫn còn lá xíu, còn ít à. Rồi, số 4 này, số 6 này. Số 6 áo thun gấu rất là xinh luôn. Áo thun này 55kg đổ về mặt vừa. Áo thun gấu 55kg đổ về mặt vừa rất là xinh. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. Số 6 nha các chị nha, 55kg đổ về mặt vừa. Shop mình ở Tu Cha Đơn Dương Lâm Đồng nha, Nguyễn Thị Thu Hằng. Em có ship khúc toàn quốc nha. Em có ship kho toàn quốc luôn các chị nhé. Rồi đây, số 6 nè, rất là xinh. Em gấu rất là xinh yêu luôn. Nè các chị. Trời, cái này nó làm bằng cái. Cái này rất là sang luôn, rất là đẹp. Đó. Cái em gấu này rất là lấp lánh, rất là xinh. Cái này ở ngoài mà các chị mua thì giá phải tầm 90 cho đến 100 một cái áo thun như vậy. Đây số 6 nha, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. Rất là xinh các chị nhé, đóng thùng bao xinh luôn. Đó, đóng thùng bao xinh luôn, số 6, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. Kim sang. Ừ, ok xíu. Số 6 các chị nha, số 6 nha, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em với. Rồi, một em áo kiểu rất là xinh luôn, số 5. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em nhanh luôn. Áo này rất là hot, rất là xinh. Em cũng hút một cái em bận luôn. Số 5. Số 5 các chị yêu nha. Số 5 nha. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em luôn. Đây rất là xinh các chị nha. Số 5 nè. Tay ren nè. Tay lưới nè. Rất là xinh luôn. Nè, chất rất là đẹp. Cái này 55kg đổ về mặt vừa các chị nha. Cái số 5 này rất là xinh. 55kg đổ về mặt vừa. Kết với chân váy, quần đùi hay gì rất là... Rồi ok, số 5 của chị Thu Huỳnh nè. Số 5 chốt cho Thu Huỳnh nha. Số 5 chốt cho Thu Huỳnh nè, rất là xinh luôn. Rồi số 5 chết cho Thu Huỳnh. À Yến Ly ơi, 50k đồng giá hết em nha. Đồ của chị là 50k đồng giá hết. Rồi, đồ bộ thần tài. Đồ bộ thần tài rất là xinh luôn, màu vàng. Chị nào lấy cái này comment vàng giùm em. Chất này rất là thun, rất là đẹp, màu vàng. Đồ bộ thần tài các chị nha, 55kg đổ về mặt vừa. Chị nào lấy cái này comment vàng giùm em, rất là xinh. Em thần tài mặc rất là, nhìn mặc cái này là biết, mặc đồ này là biết có tiền luôn á. Nhìn mặc em thần tài này hơi bị cute. Đây comment vàng giùm em nha, đồ bộ vàng nè, rất là xinh. Em thần tài quần đùi nha các chị nha, quần đùi. Đó, chị nào lấy cái này comment giùm em vàng, rất là xinh luôn các chị yêu nha. Trời, cực kỳ xinh luôn. Chất thun nha, chất thun rất là đẹp. Đó, cái chị thấy không ạ? 55kg đổ về mặt vừa, chị nào lấy cái này comment vàng giùm em nha. Đồ đồng giá 50k các chị nha, áo rất là xinh. Áo vải von, mã số 7. Mã số 7 vải von rất là xinh. Cái này cực kỳ đẹp luôn, chắc em lấy một cái em đi làm quá. Mã số 7, cái này các chị mặc với quần tây đi làm đồ gì được luôn, rất là xinh luôn. Đây nè, nè các chị nhìn nè. Cổ cũng rất là xinh, hao hao. Đó, đằng trước này các chị thấy không? Đằng sau nè. Đây, số 5, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em, rất là xinh. Vải von. Đó, cực kỳ xinh yêu luôn. Số 5 các chị yêu ơi, rất là xinh, 55kg đổ về mặt vừa nè. Số 5 các chị nha, đóng thùng rất là xinh. Đây nè, chất rất là xinh luôn, von nha các chị nha. Cổ rất là xinh. Đó, các chị thấy không ạ? Chất rất là mát, mịn. Rất là mịn luôn. Số 5 các chị nha, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Số 5 nha các chị nha, số 5 nha. Số 5 các chị yêu nha. Vô ra chị coi là sao chị. Đây. Đây chị ơi. Đó, số 5, cái này đóng thùng được các chị nha. Đó, các chị thấy không ạ? Bình thường thì em mặc cái này em sẽ đóng thùng bởi vì rất là xinh luôn. Số 5 nha. Còn ở gần nè, chất vải von nè. Cái cổ nó như vậy nè, hao hao cái cổ em đang mang.
Còn ở xe thì nó như vậy nè, chất rất là đẹp. Đó, đóng thùng cực kỳ xinh yêu luôn. Số 5, chị nào lấy cái này comment số 5. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa các chị nha. 55 kg đổ về mặt vừa. 60 kg đổ về mặt cũng vừa luôn. Cái này nó dạng phông rộng. Rồi ok cho chị Mộc Thảo. Chị Mộc Thảo ơi, chị có đơn chưa ạ? Chị Mộc Thảo có đơn chưa chị Hoa? Rồi có đơn rồi. Ok chốt cho chị Mộc Thảo nè. Cái này xinh lắm chị Thảo ơi. Cực kỳ xinh luôn các chị nha. Chân váy lên chân váy luôn. Áo bộ ly có luôn. Cái đó mặc vừa á chị Thảo ơi, chị bao nhiêu ký á? Cái này dạng free size chị ơi. Chân váy nha các chị nha, chân váy size L nè. Chân váy size L rất là xinh. Dạ rồi, cái này chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em, chân váy màu trắng size L rất là xinh luôn. Nhưng mà những chị nào mà ốm hơn chút, cái chị mà thích mua cái chị về bóp một xíu cũng được. Đây. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Trắng. Chân váy rin trắng nha các chị nha, chân váy rin trắng, trắng nha các chị nhé. Trắng nha. Chị nào lấy cái này comment trắng giùm em, rất là xinh yêu luôn. Cực kỳ xinh yêu luôn các chị nha, màu trắng. Rất là xinh luôn nè. Rất là xinh yêu luôn, trắng các chị nha. Chị nào lấy comment trắng giùm em nè, rất là xinh. Đó, cực kỳ xinh size L. Những chị nào mà muốn bóp nó thì các chị cứ mua về xong rồi bóp hai bên nó cũng rất là dễ luôn. Đó, chất rin nha các chị nha, rất là xinh. Tiếp đồ bộ nha, đây, một bộ đồ bộ rất là xinh. Rồi ok, trắng của Tâm Tâm nè, Tâm Tâm có đơn rồi nè. Rồi ok, chốt cho Tâm Tâm trắng nè. Đồ bộ báo rất là xinh luôn. Đây, đồ bộ gấu màu xám. Đồ bộ gấu màu xám, chị nào lấy cái này comment nhanh sáng giùm em. Cái này chỉ còn một bộ thôi. Rất là xinh luôn, đây. Cái này nó là sao ta, trời dễ thương. Đây, đồ bộ nè, xám rất là xinh luôn, đồ bộ gấu màu xám. Chị nào lấy cái này comment sáng giùm em, cực kỳ xinh luôn, 55 kg đổ về mặt vừa. Chị nào cao thì vẫn có thể mặc được luôn. Đồ bộ cực kỳ cute luôn. Đó, cái gì thấy không ạ? Rất là xinh nha. Chị nào lấy cái này comment sáng giùm em. Chỉ còn một bộ này thôi. Cái chất này rất là đẹp. Sáng nha, chị nào lấy cái này comment sáng giùm em, 55 kg đổ về mặt vừa nha các chị nhé. 55 kg đổ về mặt vừa nè. Đó, rất là xinh luôn. Sáng nha các chị nha, nè. Cái quần đùi rất là xinh. Có em gấu. Chị nào lấy thì comment sáng giùm em với. Rồi áo thun trắng, qua áo thun trắng cái chị. Áo thun trắng D&G rất là xinh, chị nào lấy cái này comment. À, Chinh Chân ơi, hàng đồng giá 50k bạn nhé, đồng giá 50k các chị yêu nha, hàng em bán đồng giá 50k luôn. Màu trắng này rất là xinh nè, 55 kg đổ về mặt vừa, áo thun này chị nào lấy comment số 3 giùm em. Số 3. Là sao chút? Số 3 là em là cái nào? Cái này hả chú? Em là nào, là đồ bộ hay là cái này chút Phượng chút? Em là sao ạ? À? Em là sao trời? Số 3 nha các chị yêu nha, áo thun trắng số 3 rất là xinh luôn. Rồi ok, số 3 cho Phượng chút nè. Áo thun trắng nhiều cái xinh lắm Phượng ơi. Có mấy cái. Rồi ok. Rồi ok, số 3 của bé chỗ Phượng nè. Rồi số 3 nè. Nhiều áo thun xinh lắm. Đầm ngủ kiểu như áo sơ mi dài có nha chị nha. Đây em chuẩn bị lên luôn. Đây. Đây. Thích đầm ngủ đúng không? Đây. Đầm ngủ như sơ mi dài đây, còn hai cái màu kem luôn. Chị nào lấy chốt thì em kem luôn. Dạng như sơ mi dài vải phi bóng rất là xinh. Em vịt. Dạng như phi bóng nè, rất là xinh em vịt. Còn hai cái màu kem, chị nào lấy comment kem giùm em luôn, 50k thôi, rất là xinh đây. Váy ngủ nha. 55 kg đổ về mặt vừa các chị nha, kem. Đó, rất là xinh. Kem nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment kem giùm em, ở đằng sau này rất là xinh luôn.
Em lấy cái này cả mấy cái mặc ở nhà luôn, cực kỳ xinh với mát. Tại vì nó là chất phi bóng nên rất là mát đấy chị nha. Nó là chất phi bóng cái chị nha. Cái này hàng ở ngoài thì bán sẽ giá cao hơn tầm 90 đến 101. Có đồ đổ đùi luôn chị, đàn thu ơi, có luôn chị ơi, có nhiều lắm. Chị nào lấy cái này comment cam giùm em với, còn hai em màu cam luôn thôi. Màu cam các chị yêu nha, rất là xinh. Rồi, ok. Dạ áo em đang mặc 220 nha chị Nguyễn Thủy. Rồi ok chị Y Mili một cái nữa nè. Chị Y Mili Nguyễn ơi cho em số điện thoại và địa chỉ luôn chị ơi. Chị cho em số điện thoại và địa chỉ luôn chị Nguyễn Thủy ơi, chị mà lấy áo em đang mặc inbox giùm em nha. Dạ hết màu rồi chị ơi, em không biết còn màu nữa không, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn một kem thôi. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Thủy inbox giùm em nha. Chị Nguyễn Thủy inbox tin nhắn giùm em sẽ trả lời các chị ơi. Rồi, màu kem. Đồ bộ tiết rất là xinh, áo thun đồ bộ đầy đủ hết. Bây giờ em sẽ lên từ từ. Đây. Trời ơi, đồ bộ đùi rất là xinh nè các chị ơi. Đồ bộ đùi cực kỳ xinh luôn. Đây. Chị nào lấy cái này comment mã số 10 giùm em, 55 kg đổ về mặt vừa. Đằng trước nè. Đằng sau nè. Cái này là chất thun gì đó rất là xinh. Đây, đằng sau nè. Rồi ok chị Dư Liên Nguyễn. Chị ơi inbox em địa chỉ với số điện thoại luôn. Hình như còn màu da chị ơi. Còn màu nữa chị, còn một màu da. Nhưng mà em nhìn hiện tại thì em chưa có thấy. Rồi đây. Chị nào lấy cái này comment số 10 giùm em. Bộ đồ bộ rất là xinh luôn, 55 kg đổ về mặt vừa. Đằng trước nè, đằng sau này các chị. Đằng trước nè. Đó, đằng sau rất là xinh luôn. Nguyên một bộ cực kỳ xinh yêu số 10. Đó các chị thấy không ạ? Này đồ bộ nha các chị nha, mặc rất là mát, chuẩn bị mùa hè rồi. Mua đồ bộ cho mình mặc bao mát đi các chị yêu ơi. Số 10 nha các chị nha, số 10 nè, rất là xinh luôn. Đó, chị đã lấy cái này. Dạ Hương Lan, chị nếu mà chị cao thì cái này 60 kg mặc vừa chị nhé. Còn nếu mà lùn thì chắc là không vừa đâu. Cái này mà ai cao thì 60 kg mặc vừa ok luôn. Rồi. Dạ áo em mặc 220 nha chị Nguyễn Thị. Dạ cái áo hồi nãy nó là vải gì ta? Nó dạng vải thun á chị Đoàn Thu ơi. Nó là vải thun á chị. Vải thun nên rất là mát. Đây. Áo thun đen DG cực kỳ xinh luôn. Rồi ok em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Rồi. Đây. Mã số 3 áo thun D&G rất là xinh, áo thun đen D&G. Dạ 50k đồng giá cho chị Đàn Thu ơi. Bây giờ nó hàng tuyển 50k đồng giá hết chị nhé. 50k đồng giá hết luôn. Đồ bữa nay là 50k đồng giá hết các chị yêu nha. Đây mã số 3. Chị nào lấy áo thun này comment số 3 giùm em, rất là xinh màu đen. Màu đen số 3 các chị yêu nha, màu đen số 3 rất là xinh yêu luôn. Áo thun. Em thì cực kỳ thích áo thun đen và trắng luôn. Hai màu mà dễ phối đồ nhất, mặc áo thun xong em. Rồi ok chị Đàn Thu nè, chốt cho chị Đàn Thu luôn. Chị Đàn Thu ơi, chị cho em lại số điện thoại và địa chỉ luôn chị nha. Hôm bữa chị có mua của em rồi. Rồi ok chị Sorry Nguyễn, dạ cảm ơn chị luôn. Chị Đàn Thu là hôm bữa có mua của em rồi. Chị Đàn Thu cho em lại địa chỉ luôn nha. Sơ mi kiểu hả em, chị không biết còn này Gia Linh, tại chị đang bới lên em. Chị đang bơi bơi lên. Rồi áo bộ này em chốt cho Đàn Thu, chị Đàn Thu với chị yêu nha, em chốt cho chị Đàn Thu nè. Sơ mi còn nha, sơ mi rất là xinh luôn. Sơ mi này là 90k, bây giờ em sale luôn là 50k. Chị nào lấy nhanh comment mã số 2 cho em. Comment mã 2 cho em. Ok, cái Gia Linh ơi, áo sơ mi này đẹp nè em. Cái này chất rất là đẹp. Cái này hàng 90k nhưng mà bây giờ em sale nhanh luôn 50k số 2. Số 2 các chị yêu nha, đóng thùng rất là xinh yêu luôn. Số 2 nha các chị nha, số 2. Đây, áo sơ mi nha, sơ mi caro rất là xinh, số 2 nha các chị nhé. Chị nào lấy cái này comment số 2 em, chất rất là đẹp. Cái này thì 55 kg đổ về mặt vừa các chị nha, 55 kg đổ về mặt vừa số 2. Rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment số 2 thì em. Cái này những chị nào mặc quần đùi xong rồi cột trước. Chưa mệt Trang ơi. Có chân váy hả?
Chị cũng không biết nữa Tuyết Minh ơi, bây giờ chị đang xem. Chưa mệt lắm nha, Trang. Số 2 nha. Không, mình lấy hai màu xám kia. Ok chị, nếu mà có màu xám thì em lấy, còn không màu nốt màu màu da được không chị? Không nha Trang. Không nha Trang nha, số 2 nha các chị nha. Ok chị, số 2 nha. Váy von rất là xinh. Rồi ok chị. Rồi em cảm ơn chị Đoàn Thu luôn. Rồi, rất là xinh, trời ơi, váy von cực kỳ xinh luôn, đi biển mặc mát. Váy von các chị ơi, mã số 5. Váy von rất là xinh các chị thấy không ạ? Mã số 5 nè. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em, rất là xinh yêu luôn. Đây. Số 5 các chị yêu nha, số 5. Cảm ơn Trang nha, số 5. Số 5 các chị yêu nha, số 5. Số 5 nha, vải von nha các chị nha, số 5 vải von này rất là xinh yêu luôn. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Ok, số 5 của chị Thu Huỳnh nè, cái này rất là xinh luôn đó chị ơi. Số 5 của chị Thu Huỳnh nè. Chị Thu Huỳnh toàn lựa đồ hơi bị xinh luôn. Số 5 của chị Thu Huỳnh nha. Legging các chị ơi. Một cái legging xám rất là xinh, legging xám cũng 50k thôi, chất rất là dày. Cái này em cũng lấy mặc đi tập gym đồ luôn. Dạ em cảm ơn Tu Hành khổ hạnh nha. Áo chị mặc còn cái hình hạnh nha, inbox giùm chị. Đây, xám, legging màu xám. Chị nào lấy cái này comment xám cho em. Legging nhưng mà chỉ 50k thôi, rất là xinh. Legging này chất y như cái chị mua ở ngoài 100k vậy đó. Chất rất là đẹp, rất là dày nè. Chất dày dặn các chị nha, chất dày dặn nha, các chị nhìn thấy không? Chất rất là dày. Chị nào lấy cái này comment xám cho em, rất là xinh. Đây, xám nha các chị yêu nha, xám. Đó, nó có một thêu một cái đường ở đây. Đường con bướm rất là xinh, nó là thêu ở trong luôn các chị nha, không phải là dán mà là nó là thêu luôn. Thêu chứ không phải dán các chị nha. Chị nào lấy cái này comment xám giùm em, nó thêu luôn chứ nó không hề dán gì hết. Đó, chị nào lấy cái này comment xám giùm em với các chị yêu nha, xám nha các chị nhé. Xám nha các chị yêu nha, xám nè. Dạ, 50k nha chị nha, 50k đồng giá cái hình hạnh. Cái này 50k nè, xám nè. Cái này xám nha các chị nha, xám nha. Dâm rất là xinh luôn. Dâm này đi biển cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment dâm giùm em. 55 kg đổ về mặt vườn. Chỉ có một bộ thôi, rất là xinh. Đó. Cái này mặc ở nhà bao mát, cái này là vải thun các chị nha. Dâm này thun nhưng mà rất là xinh. Đây, dâm đùi. Chị nào lấy cái này dâm trên đầu gối một xíu. 55 kg đổ về mặt vườn. Chị nào lấy cái này comment dâm giùm em. Dâm trắng đen nó có ren nè. Nó có cái đường này rất là xinh luôn. Chị nào lấy comment zoom giùm em các chị yêu nha. Comment zoom giùm em luôn. Đó. Rất là xinh luôn các chị yêu ơi, rất là xinh luôn. Zoom các chị nhá, zoom nha. Comment zoom giùm em các chị nha. Rất là xinh luôn. Zoom nha các chị, đó. Các chị thấy không ạ? Dâm nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment dâm giùm em. Dâm nha các chị nha, dâm rất là xinh luôn, 55 kg đổ về mặt vườn. Cái này xinh này nhỏ yêu ơi. Cái này ở ngoài cực kỳ xinh luôn. Dâm nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment dâm giùm em luôn. Rồi áo sơ mi. Áo sơ mi rất là xinh, áo sơ mi đỏ. Sơ mi đỏ rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em. Sơ mi đỏ, đây nè. Sơ mi đỏ rất là xinh luôn, 55 kg đổ về mặt vườn. Đằng sau nó có chữ nè. Đằng trước nè. Sơ mi đỏ nha, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm Ly nha các chị nha. Mặc cái này cột với lại mang đùi cũng rất là xinh luôn. Đỏ nha các chị yêu nha, đỏ nha. Chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em. 55 kg đổ về mặt vườn, sơ mi đỏ. Cái chất này nó rất là mịn với mát các chị nha. Chất rất là đẹp, rất là mịn với mát luôn. Đỏ, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em các chị yêu nha. Đỏ nha các chị nha, đỏ nha. Áo thun trắng rất là xinh luôn, em thỏ. Em thỏ thun trắng rất là xinh, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em. 55 kg đổ về mặt vườn. Thun trắng rất là xinh luôn, mấy bữa nay em bán nó thun rất là đắt luôn.
Các chị mặc thêm áo dạng giấu quần hay là gì đi chơi rất là xinh. Trang ơi, inbox cho chị Ly nha Trang, inbox cho chị nha, áo lụa chị Ly đang mặc inbox nha. Ai muốn mua cái áo này đang mặc thì inbox giùm em nha. Cái này là hàng order nha. Hàng order các chị nha, những chị nào mà muốn mua thì inbox giùm Ly nha. Rất là xinh yêu luôn. Đó, rất là đẹp, chất cực kỳ đẹp, không phải như mấy cái áo các chị thấy ngoài chợ đâu nha. Đây. Áo thun trắng rất là xinh luôn, thun trắng thỏ, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em nè, cực kỳ xinh yêu luôn. Trắng các chị yêu nha, trắng nha. Comment trắng giùm em các chị nhé, comment trắng giùm em nè, rất là xinh. Em thỏ này cute dễ mang. Đó, trắng nha, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em. Rồi, vải vợ, chụp một cái váy von nữa, cực kỳ mát với xinh luôn. Váy von, cái này làm mã số 6, chị nào lấy cái này comment 6 giùm em, số 6 giùm em. Đây, rất là xinh, số 6. Vải von các chị nha, số 6, rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa. Cái này tầm 55 kg đổ về mặt vừa nha các chị, 66 nha, rất là xinh, đi biển bao mát. Nghỉ hè mặc ở nhà cũng rất là mát luôn, số 6. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. Chất vải von hai lớp nha các chị nha. Hai lớp nha, có một lớp ở trong, có một lớp ở ngoài nè các chị, có hai lớp nha, không phải một lớp mỏng manh nha. Đây, ở trong nó có hai lớp cái gì nha, đó cái gì thế mà. Đây, ở trong nó còn một lớp màu trắng này nữa nha. Hai lớp đàng hoàng cái gì nhá. Số 6 nha. Đó, rất là xinh, rất là tô da luôn. Rồi ok chị Eileen Nguyễn nha, em hút cái nào được là em lên cái đó luôn, số 6. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em luôn. Comment số 6 giùm em luôn cái chị nhé, comment số 6 giùm em luôn. Bây giờ em lên áo nào là rồi một cái áo ba lỗ chất rất là đẹp, gì đây ta, à ba lỗ rất là đơn giản thôi, ba lỗ đơn giản đây ngược. Chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em nha, rất là xinh đây nè, ba lỗ chất rất là đẹp luôn, đỏ nha các chị nha, đỏ nha, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em nha, rất là xinh yêu luôn. Ba lỗ nha các chị nha, đỏ nha. Để em lên đồ nha các chị nha. Bây giờ em bóc chúng cái gì thì em sẽ lên cái đó luôn. Rồi, váy gu xì đen, gu xì đen. Chắc em hút em này em bận quá. Váy gu xì đen rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. 55 kg đổ về mặt vừa. Đây, rất là xinh, gu xì đen. Dạng như đầm chữ A á các chị. Chữ A hoặc là body gì đó, rất là xinh. Cái này xinh nè. Cái này số 4 nha, chị nào lấy cái này comment số 4 giùm Ly với cái chị yêu nha, số 4 nha. Số 4 cái chị yêu nha. Số 4 cái chị nha, số 4 nha. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em cái chị nha, số 4 nha. Rất là xinh yêu luôn, đây. Số 4 nha, chị nào lấy comment số 4 giùm em luôn. Đó, số 4 nha cái chị nha, số 4 này rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa. Đó. Các chị thấy mà các chị ơi, những chị nào đang xem á, các chị chấm tương tác giùm em với. Trang ơi, Trang xem bài suy rất một lần nữa giùm với Trang. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài bài lại giùm em một lần nữa với xe rất giùm em với, em bị tụt view quá luôn. Rồi, các chị ơi, số 4 nha các chị nha, số 4 nha. Kiểu rất là xinh, đây cái này là gì vậy ta, à áo kiểu rất là xinh luôn, cái này chỉ còn một cái duy nhất màu vàng thôi, rất là xinh đây nè, có nơ nè, chị nào lấy cái này comment vàng giùm em. Cái áo này cực kỳ xinh luôn, đóng chân váy hoặc mặc đùi rất là xinh, vàng nha các chị nha, comment vàng giùm em, 55 kg đổ về mặt vừa, cái này hơi bị ôm ôm rất là xinh, vàng nha các chị nha, rất là xinh luôn đây nè, nó như vậy nè các chị, rất là xinh nè. Nó có cả cái đính này rất là xinh nè các chị thấy không ạ? Đây. Đó, rất là xinh luôn, vàng nha. Chị nào lấy cái này comment vàng giùm em. Chất rất là đẹp. Chất thun rất là đẹp nhưng mà dày dặn các chị nha, thun dày dặn rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cái này comment vàng giùm em, áo kiểu. Áo kiểu này rất là xinh nè, chị nào lấy comment vàng giùm em nha, mặc rất mặc chân váy đen hay là
mặc quần đóng rất là xinh luôn, bánh bèo đó. Về nha các chị yêu nha, chị nào lấy cái này comment về giùm em, 55 kg đổ về mặc vừa đây nè, đó đóng thùng rất là xinh luôn, vàng nha các chị nhé. Rồi áo thun nè, áo thun này, áo thun rất là xinh luôn. Áo thun này có chữ Dili nè. Không, không phải. Rồi áo thun màu cam hồng, hồng cam rất là xinh luôn, có con gấu nè. Chị nào lấy cái này comment hồng giùm em. Hồng cam, cái này hồng cam. Comment hồng hoặc cam gì cũng được các chị nha. Ai comment hồng hoặc cam trước thì đều được hết luôn. Áo màu hồng rất là xinh, hồng cam. Cái này là áo thun hồng cam. 55 kg đổ về mặt vừa các chị nha, 55 kg đổ về mặt vừa nè. Chị nào lấy cái này comment hồng cam giùm em với. Rất là xinh yêu luôn. Đó, cực kỳ xinh các chị nha, cực kỳ xinh luôn. Hồng cam các chị nha, hồng cam nha. Các chị ơi, các chị thấy em không ạ? Hồng cam nha các chị nha, hồng cam nha. Rồi, qua mẫu nè. Các chị ơi, các chị muốn coi gì ạ? Muốn coi gì thì các chị comment giùm Ly với, comment giùm em với. Comment giùm em với các chị nha, comment giùm em với. Áo thun xanh rất là đơn giản, cái này dạng body. Áo thun xanh rất là đẹp, rất là đơn giản, dạng body. Thun gân nha các chị nha. Cái này chị nào lấy comment xanh giùm em, 55 kg đổ về mặt vừa đây nè. Chất thun gân rất là đơn giản thôi, đó. 55 kg đổ về mặt vừa, mặt rất là xinh, màu xanh. Em cũng lấy một cái này mặc. Đây, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Các chị ơi, các chị muốn coi đồ gì, các chị comment ở dưới giùm em để em lục đồ cho các chị xem. Tại bây giờ đang ít người thì em sẽ có thời gian lục khô. Ok tinh nu, ok tinh nu. Rồi đây, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em các chị nha. Xanh nha các chị nha, xanh nha. Rồi áo sơ mi kiểu rồi, ok em luôn. Bây giờ chị sẽ lên áo sơ mi kiểu nè. Để chị lục lục lên cho em. Đây, rồi áo sơ mi có sơ mi luôn. Sơ mi màu hồng cam rất là xinh. Đây, thêu hoa. 55 kg đổ về mặt vừa, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em. Đây, chất rất là đẹp, thêu hoa nè. Có thêu hoa rất là đẹp luôn, đằng trước này các chị, 55 kg đổ về mặt vừa, đây. Đằng trước này, đằng sau trơn nha, đằng sau trơn, cái này ở ngoài là màu hồng cam. Nhưng mà cái màu hồng này nó hơi trầm, nó dạng hồng nớt đó các chị. Nó dạng hồng nớt cái chị nha, hồng nớt rất là xinh, chứ không có nổi nha, nó y như trong cái màu trong line luôn, nó là hồng nớt. Đây, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em nha, rất là xinh sơ mi nha cái chị nha, sơ mi nè. Sơ mi số 3 nè, cái chị thấy không ạ? Chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em với nha cái chị yêu nha. Số 3 nha cái chị yêu nha, số 3 nha. Số 3 nha các chị nha. Các chị ơi, những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với. Các chị ơi, các chị chấm tương tác giùm em với. Áo em đang mặc, những chị nào muốn mua thì inbox giùm em với các chị nha. Áo em đang mặc, chị nào mà muốn mua thì inbox giùm em với. Số 3 các chị yêu nha, số 3 luôn. Số 3 nha các chị nha, số 3 nha. Đây màu xanh. Màu xanh rất là xinh. Màu xanh số 5. Màu xanh số 5. Chị nào lấy cái này comment giùm em số 5. Số 5 nha các chị nha, số 5. Số 5 các chị yêu nha. Số 5 nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Các chị ơi, các chị muốn xem đồ gì các chị comment giùm em với. Số 5 nha các chị nha, số 5 nha. Đây số 5. Số 5 nha các chị nha, số 5 nha. Không biết có tay dài không em ơi, chị đang xem, chị đang lên đồ để xem. Ê, quần váy vẫn còn nè. Đây, có một cái quần legging màu đen, chị nào lấy cái này comment đen giùm em trơn luôn. Legging màu đen trơn các chị nha, legging màu đen trơn luôn nè. Legging màu đen trơn luôn.
Chị Giao Lê ơi, khi nào mà chị nào muốn mua áo của em thì chị inbox giùm em nha. Đây. 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 Các chị ơi. Quần của Tinh Nu rồi, ok, Tinh Nu lấy quần nè. Hello Bích Lan, chị thấy em rồi. Bữa trước chị chưa bù cho em, bây giờ chị sẽ bù cho em nha. Tinh Nu, ok. Rồi. À chất gì đẹp không chị Mộc Thảo? Legging hết rồi chị nha, quần legging hết rồi. Chân váy chỉ còn một cái thôi. Cái này là hàng hàng 80 90k của em nhưng bây giờ em sale luôn 50k. Rồi đây. Chân váy này cái chị, chân váy rất là xinh luôn, mã số 2. Mã số 2, mã số 2. Mã số 2. Mã số 2 các chị nha. Mã số 2 cái chị nha, chân váy rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa nè. Cái này là dạng quần váy. Quần váy có quần ở trong. Đây. Có quần ở trong. Ok, chân váy của Bích Lan nè. Cái này đẹp lắm Lan ơi, em mặc vừa nó có dư thun. Đúng rồi, cái này Lan mặc vừa nè, xinh. Rồi, số 2 của Bích Lan nè. Để chị gom đơn cho em luôn nha. Dạ, legging đen hết rồi chị, không biết còn không nha chị Mộc Thảo nha. Không biết còn không. Cái này em mặc vừa á, Bích Lan em bao nhiêu ký á? Vừa em, cái này có dư thun. Rồi áo kiểu, lên áo kiểu nè. Áo của em đang mặc, chị nào muốn mua inbox giùm em nha. Áo của em đang mặc, chị nào muốn mua inbox giùm em nè. Đây. Đây áo của em đang mặc, chị nào muốn mua inbox giùm em nè. Đây. Cái áo này rất là xinh luôn, mã số 6. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em, rất là xinh, áo dạng von. Von nhưng mà rất là mịn, von cát rất là mịn. Áo của chị đang, áo của mình đang mặc, bạn nào muốn mua inbox giùm Ly nha, inbox giùm Ly luôn. Inbox giùm Ly nha, áo của Ly là hàng order các chị nha, chị nào muốn mua inbox giùm em nha. Đây, số 6 các chị nha. Cái em Barbie doll này rất là xinh luôn, von rất là xinh đây. Chất cực kỳ đẹp, số 6 chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em. Số 6. Số 6 các chị yêu nha, số 6 nha. Điệp ơi, xe giúp giùm đi, số 6. Số 6, số 6 nha. Số 6. Số 6 nha. Số 6 các chị yêu nha, số 6 nè. Rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em với. Số 6 nè. Số 6 nè, chị nào lấy comment số 6 giùm em nè. Số 6 các chị yêu nha, rất là xinh luôn. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa nha các chị nha. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa. Vừa luôn. Số 6 45 kg mặt cũng vừa luôn. Nhưng mà để em chồng thử cho các chị coi. Cái này nó dạng baby doll nên rất là dễ bận luôn. 55 kg đổ về mặt vừa. Không, cái này chị 45 kg. 45 kg vừa á. Em là nè, em 50 kg sẽ mặc hơi kích. Nguyễn Thị Bích Chi ơi, bạn mặc vừa nha. Cái này 45 kg mặc vừa, chị Đoàn Thu ơi, không vừa đâu. 55 kg em sợ không vừa á. Cái phần ở dưới nếu mà ngực bé thì mặc vừa vậy nha, còn ngực lớn là không có vừa rồi. Cái này mà ngực chính hai là không vừa rồi các chị nha. Đó. Cái này số 6, Nguyễn Thị Bích Chi có lấy thì comment giùm Ly số 6 nha. Em 49 kg, cao 1m55 nha các chị. Tự comment giùm em rồi. Ok Nguyễn Thị Bích Chi, cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Đoàn Thu ơi, chị không vừa rồi. Dạ đúng rồi chị ơi, Nguyễn Thị Bích Chi cho Ly xin số điện thoại và địa chỉ nha. Nguyễn Thị Bích Chi nha, Nguyễn Thị Bích Chi cho Ly xin số điện thoại và địa chỉ nha. Nguyễn Thị Bích Chi ơi, cho Ly xin số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi số 6 của Nguyễn Thị Bích Chi nè.
của mình mà những bạn nào muốn mua thì inbox giùm Ly nha. Bạn Bích Chi ơi, cho Ly xin số điện thoại với địa chỉ nha bạn ơi. Áo của Ly mặc, bạn nào muốn mua thì inbox giùm Ly nha. Nguyễn Thị Bích Chi, cho Ly xin số điện thoại và địa chỉ với nha. Rồi, áo thun trắng rất là xinh luôn. Nguyễn Thị Bích Chi cho mình địa chỉ luôn bạn ơi, số điện thoại kèm địa chỉ luôn. Áo thun trắng rất là xinh, mã số 4 nè. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em. Comment số 4 giùm em luôn. Comment số 4 giùm em luôn. Comment số 4 giùm em nha. Số 4 nha các chị yêu ơi, số 4 nè. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em các chị yêu nha, số 4 nè. Rất là xinh luôn, áo thun này 55 kg đổ về mặt vừa nè, số 4 nha. Đây số 4 nè. Số 4 này các chị yêu nha, số 4 nè. Chị nào lấy cái này comment số 4 giùm em rồi ok. Ok Nguyễn Thị Bích Chi nha, mua trên hai sản phẩm giùm Ly luôn nha bạn nha. Tại vì bình thường ở xa thì trên hai sản phẩm thì mình sẽ ship đỡ mất phí ship bạn nhé. Đây số 4 nha các chị nha, áo thun số 4 rất là xinh, chị đã lấy cái này comment số 4 giùm em luôn. Váy, váy body hồng nốt rất là xinh, rất là đơn giản đó chị, như vậy thôi. 55 kg đổ về mặt vừa, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Rất là xinh đây nè, váy dạng thun gân có cổ như vậy nè. Dạng len gân thun gân á các chị, có cổ như vậy nè, còn nguyên tác các chị nhé. Chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em luôn. 55 kg đổ về mặt vừa, mặt rất là xinh. Chị nào eo thon mặt rất là xinh luôn. Số 6. Số 6 các chị yêu nha, màu hồng nớt. Cái này là màu hồng nớt các chị nha, nó là màu hồng nớt. Số 6 nha, chị nào lấy cái này comment số 6 giùm em nha. Số 6 nha các chị yêu nha, số 6 nha, chị nào lấy cái này số 6 nha. Số 6 nha các chị nha. Số 6 nha. Số 6 nha các chị nha, số 6 nha. Số 6 nha. Đây. Số 8, chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em nè, số 8 nha. Số 8 nha các chị yêu nha, số 8 nha, rất là xinh luôn. Số 8 nha, chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em. Số 8 nha, chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em nè. Đây số 8 nha. Số 8 nha các chị yêu nha, số 8 nha, chị nào lấy cái này comment số 8 giùm em nè. Rất là xinh. Các chị ơi, những chị nào đang xem á, các chị muốn mua đồ gì thì các chị inbox ở trong live giùm em để em được đem đồ lên cho các chị coi nha. Tại vì bây giờ view nó đang tụt á, nên những chị nào mà muốn mua cái gì thì các chị inbox giùm em với. Các chị ơi, những chị nào mà đang xem á, các chị inbox giùm em là sẽ muốn mua cái gì để em, giờ em đưa lên cho các chị coi luôn nha. Ok Bích Lan, ok chị nghe luôn em. Các chị ơi, các chị muốn mua gì à? Bây giờ các chị muốn mua gì thì em sẽ đưa lên luôn, tại vì các chị cứ comment giùm em với để em đưa lên luôn á. Chứ bây giờ view nó hơi bị ít luôn, em không biết là phải nên dơ lên cái gì luôn á, nên các chị thông cảm giùm em luôn. Quần váy không biết còn không. Những chị nào đang xem á, các chị chấm tương tác giùm em với, các chị chấm tương tác giùm em với. Áo kiểu rồi, ok Mini Nguyễn áo kiểu nè. Áo kiểu nè, còn gì nữa không các chị ơi? Áo kiểu rồi còn gì nữa không các chị ho? Các chị ơi, những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với.
Những chị nào đang xem các chị chấm tương tác giùm em với. Áo kiểu rồi các chị muốn xem gì đó. Rồi áo em đang mặc. Rồi, hello Bon. Rồi các chị ơi, các chị muốn xem cái gì? Áo kiểu rồi còn gì nữa mà. Để em lục áo kiểu lên nha. Em lục áo kiểu lên. Áo kiểu không biết còn không, để em lục áo kiểu lên luôn. Tương tác nó bị chán lắm luôn á. Chân váy vẫn còn nè Bích Lan ơi, chân váy này em mặc vừa á, size loại size. Còn một cái chân váy màu trắng này các chị ơi, còn một chân váy màu trắng. Còn một cái chân váy màu trắng nè, còn một cái chân váy màu trắng nè. Đó, còn một cái chân váy màu trắng này các chị ơi. Còn một cái chân váy màu trắng, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em luôn. Cái này tầm 55 60 kg, 58 kg đổ về mặt vừa. Đây. Đây. Chân váy trắng nha, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em. Comment trắng giùm em. Không có quần bên trong nha Bích Ly nha, cái này là chân váy trắng nha, chân váy trắng nha. Không có quá, coi nha em nha, không có quần ở trong, nó là chân váy thôi, nó là dạng chân váy thôi. À đây, có một cái áo này rất là xinh luôn. Áo von rất là xinh và áo kiểu. Áo von kiểu rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment giùm em. Von, hoa, comment hoa giùm em, rất là xinh, cái này cực kỳ xinh luôn. Cái này 55 kg đổ về mặt vừa, mấy cái này giờ kỳ này là áo hoa đang hot luôn. Chị nào lấy cái này comment von hoa giùm em, rất là xinh. 55 kg đổ về mặt vừa nha, hoa. Hoa rất là xinh. Rồi. Rồi, hoa nha các chị nha, hoa nha. Hoa nha các chị nha, hoa nha. Chị nào lấy cái này comment hoa thì em rất là xinh luôn. Chỉ còn một cái này thôi, rất là xinh. Đằng trước, đằng sau, đằng trước rất là xinh luôn. Rồi ok, Jimmy Nguyễn lấy nè. Rồi của chị Emily Nguyễn lấy nè. Emily Huy Nguyễn lấy nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em luôn. Chị Emily Nguyễn có đơn nha chị ho. Chị có đơn chưa? Emily Nguyễn có đơn rồi phải không chị ho? Chị ơi chị có đơn chưa chị ho? Chị có đơn chưa? Chị Emily Nguyễn có đơn cho chị ho. Sao tìm ra hồi nãy có đơn rồi mà ta. Rồi dạ có đơn rồi nha chị nha. Rồi ok, cái này của chị Emily Nguyễn nè. Đây vẫn còn áo kiểu. Rồi ok chị, áo kiểu rất là xinh luôn. Áo kiểu rất là xinh, dạng baby doll màu xanh. Đây, dạng baby doll màu xanh. Rồi ok chị, đầm ngủ em sẽ tìm thêm cho chị.
kiểu đây. Nằm ngủ em sẽ tìm thêm cho chị nha, em sẽ tìm thêm cho chị luôn. Rồi ok chị. Em Lê Nguyễn ơi, đầm ngủ còn màu vàng với màu da chị lấy màu nào? Đầm ngủ ngoài cái đó ra còn màu vàng với màu da chị lấy màu nào? Có áo rớt vai không? Em đang xem chị ơi, em đang xem để xem còn không chị nha. Đây, đầm ngủ nó còn màu này là màu gì ta? Màu da chị. Màu da với màu vàng, chị lấy màu nào ạ? Còn vàng với da chị lấy cái nào thì chị comment giùm em với vàng hay da. Vàng nha các chị nha. Vàng hay da vậy? Vàng hay da chị ơi, chị Emily Nguyễn ơi. Hai màu là cái hồi nãy của chị là có màu cam rồi, bây giờ là còn màu vàng với màu da thì chị lấy màu nào? Đây. Đây là chị lấy hai cái luôn phải không chị? Nếu mà hai cái thì chị comment giùm em hai cái luôn. Rồi. Là bây giờ chị lấy hai cái hả chị? Nếu mà hai cái chị comment giùm em hai cái, còn lấy vàng chị comment vàng giùm em, còn da chị comment da giùm em. Rồi ok, vàng nè chị em Nguyễn, vàng nè. Đây, màu xanh. Màu xanh. Cái áo kiểu màu xanh rất là xinh các chị nha. Áo kiểu màu xanh nè, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em luôn. Áo kiểu màu xanh, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em luôn các chị yêu nha. Comment xanh giùm em luôn. Comment xanh giùm em luôn các chị yêu nha. Đây, rất là xinh. Rồi ok chị, vàng với cam rồi ok chị. Rồi màu xanh nha. Rồi màu xanh, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em nha. Áo kiểu rất là xinh luôn, vải von dạng baby doll. Đây, màu xanh nha các chị yêu nha. Màu xanh nha. Bây giờ áo kiểu rất là nhiều luôn. Bây giờ em đang bới lên cho các chị luôn. Đâu rồi ta, mới thấy nó mà. Đây. Rồi. Áo này rất là xinh luôn. Đây, áo dạng là sơ mi trắng đen rất là xinh. Đây, sơ mi trắng đen rất là xinh, chỉ có một cái thôi, mã số 3. Chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em. Rồi xong. Dạ, 50k đồng giá nha Nguyễn Tuyền. Xanh. Rồi của Bảo Du. Bảo Du cho mình xin số điện thoại và địa chỉ. Bảo Du ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ đi. Số 3 của Nguyễn Thị Bích Chi. Ok, Nguyễn Thị Bích Chi có đơn rồi nè. Rồi số 3 của Nguyễn Thị Bích Chi nè. Bích Chi ơi, Bảo Du, số 3. Bảo Du ơi, cho Linh xin số điện thoại và địa chỉ luôn bạn ơi. Bảo Du ơi, cho Linh xin số điện thoại với địa chỉ luôn. Số. Rồi ok Bảo Du nè. Ok Bảo Du nè, cho Linh địa chỉ luôn nha. Cho Linh địa chỉ luôn. Cho Ly được cái màu xanh đó, còn một màu nữa chị ơi, còn một màu cam nữa. Màu cam nữa nha chị Âm Kim nha. Rồi ok Úc, Bảo Du ơi cho Ly địa chỉ luôn bạn nha, cho Ly địa chỉ luôn. Đã chụp số điện thoại rồi nhưng mà vẫn còn thiếu. Rồi Nguyễn Thị Bích Chi nè. Rồi ok Nguyễn Thị Bích Chi có địa chỉ rồi nè. Bảo Du ơi cho Ly địa chỉ luôn bạn ơi.
Bảo Duy ơi, cho Ly xin số điện thoại và địa chỉ luôn. Ok, Cado đơn Dương nè. Số điện địa chỉ luôn. Kem, rồi Bảo Du lấy kem luôn phải không? Đây, trái kem đây. Cái kem nó là dạng Babydon vậy luôn. Nếu mà lấy kem, comment kem lại giùm Ly. Đây, còn một cái kem như vậy nữa. Đây, cái kem. Đây, cái kem nó như vậy nha. Cái kem nó như vậy nè. Cái kem nó như vậy nè. Lấy cái này comment lại giùm Ly cái kem. Cái này 55kg đổ về mặt vừa. Cái chất vải của nó là vải von nhưng mà rất là mịn luôn. Rất là mịn với mát luôn. Rất là mịn với mát luôn nha chị nha. Rất là mịn với mát luôn. Đây, 55kg đổ về mặt vừa. Bảo Du mà lấy cái này comment lại giùm Ly kem nha. Rồi ok Bảo Du nè. Chốt cho Bảo Du. Bảo Du cho Ly số điện thoại đi. Ly chưa có số điện thoại, chỉ có địa chỉ à. Ca đơn đơn Dương Lâm Đồng. Nhưng mà ca đơn ở chỗ này bạn hơn. Tại vì mình ship bưu điện á nên ừ ốc đồ hơi bị xinh luôn. Mình ship bưu điện nên bạn cho rõ địa chỉ với số điện thoại giùm mình luôn nha. Nếu mà bạn mua nhiều mình sẽ re-ship cho bạn nha. Mua 3 sản phẩm trở lên ở trong nội huyện em sẽ re-ship cho các chị. Mua 10 sản phẩm em sẽ tặng một sản phẩm cho các chị. Và có thể là nếu mà không tặng sản phẩm thì em sẽ re-ship cho các chị luôn. Rồi áo rất là xinh. Áo rất là xinh, áo màu cam. Áo màu cam rất là xinh luôn. Áo màu cam rất là xinh nè. Chị nào lấy cái này, nó có rớt vai. Cái này rớt vai nè. Rồi ok, Bảo Du này rớt vai nè. Chị nào lấy cái này comment. Rớt vai. Rớt vai vô đây. Cái này rớt vai nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em là số 5. Số 5 rớt vai. Ok Bảo Du, ok Bảo Du. Rồi đây số 5, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Rớt vai màu xanh 55kg đổ về mặt vừa. Rất là xinh, dạng rớt vai, bệt vai. Đây số 5, rất là xinh luôn. Cái này đằng trước có thể gỡ ra được luôn nha. Số 5 nha, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Số 5 nha các chị nha. Số 5 nha các chị nha. Đúng rồi, ba cái chị sẽ re-ship cho em nha. Ba cái chị sẽ re-ship cho nha. Rồi, cái mã số 7 rất là xinh, váy ngủ, váy ngủ. Cái này chất rất là đẹp. Váy ngủ. Đây, váy ngủ, cái này là dạng lá cái gì đây nè. Váy ngủ rất là xinh nha các chị nha, 60kg đổ về mặt vừa. Váy ngủ nha. Đây. Đây, váy ngủ nè, lá nè. Chị nào lấy cái này comment lá giùm em. Rất là xinh luôn. Lá nè các chị nhá. Lá nè. Cái chất này không phải là chất thun. Cái này là vải von. Hello Bell, Bell thấy em không Bell? Xe rất cho em đi Bell. Em đây Bell, em đây, em đây. Đây, váy ngủ nè các chị ơi. Cái này comment lá giùm em. Chất rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment lá giùm em. Bell ơi, xe rất cho em đi Bell, đẹp trai. Đây, lá. Chị nào lấy cái này comment lá giùm em. Lá nha các chị nha. Lá nha các chị nha, lá. Lá nha các chị nha. Rồi ok Bell vẫn xinh bình thường. Rồi lá nha các chị nha, lá nha các chị nha. Chị nào lấy cái này comment lá giùm em. Áo bệt vai vừa rồi là chất thun gân chị nhá. Áo bệt vai vừa rồi là thun gân. Áo bệt vai vừa rồi rất là xinh luôn, dạng thun gân. Đây, áo bệt vai vừa rồi là dạng thun gân. Chị nào lấy cái này comment cam em. Đây nè các chị. Chất này là chất thun gân nha chị nha. Đây, chất thun gân nha các chị nha, thun gân nha. Đó, chất thun gân nha. Chất thun gân nha các chị nha, chất thun gân nha. Chất thun gân nha chị nha, nếu mà lấy cái đó comment cam thì em.
các chị ơi, bây giờ các chị muốn coi cái gì thì em lên đồ cho các chị coi luôn. Rồi áo kiểu rất là xinh. Còn áo kiểu nè, đây áo á, áo chân váy size 31 30 kg, chân váy hết rồi. Sunny ơi, heo Sunny ơi, đây áo rất là xinh nha các chị nha. Áo nè, áo sọc nè, áo sọc rất là xinh luôn. Dạ 50k đồng giá nha chị Oanh Kim ơi, 50k đồng giá. Đây cái này rất là xinh, chị nào lấy cái này comment đen giùm em, chỉ có một cái thôi. Rất là xinh yêu luôn, sơ mi nha các chị nha, dạng như sơ mi nhưng mà vải sơ mi gì đây ta, nó rất là mềm. Sơ mi nha, chị nào lấy cái này comment đen giùm em, chỉ có một cái 55 kg. Có áo bánh bèo nha chị Anh Kim nha. Có hoodie không chị? Không có hoodie nha Đông Nhi. Không có hoodie nha em, không có hoodie. Đây đen, chị nào lấy cái này comment đen giùm em, hoodie hiện tại không có em nha, còn một thời gian nữa thì chị cũng chưa biết. Hoodie. Rồi đen nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment đen. Áo của chị đang mặc 220 nha, Monwelly, cái này hàng bao đẹp hàng Quảng Châu em nha. Cái này hàng Quảng Châu không phải hàng Việt Nam nha em nha, chất bao đẹp. Ở bên mấy cái shop ngoài Hà Nội nó sẽ bán là 420. Nó sẽ bán 420 nhưng mà chị mua, chị đặt hàng được ở trên Taobao nên giá nó cũng khá là mềm, chỉ có 220 thôi. Những chị nào mà muốn lấy cái áo này thì comment giùm em. Thì các chị inbox giùm em nha, chất cực kỳ đẹp, nó là hàng Quảng Châu các chị nha. Các chị đừng so sánh với những hàng Việt Nam nó nhái, chất nó sẽ không có đẹp bằng. Đây đen nha các chị nha, Babydoll hả chị? Babydoll hiện tại em chưa biết nè chị ơi, đang tìm. Áo thun chữ lớp rất là xinh, áo thun đen chữ lớp rất là xinh. Chị nào lấy cái này comment giùm em, đen à, không đen hồi nãy rồi, bây giờ comment lại giùm em mã số 3. Mã số 3 các chị yêu nha, mã số 3 nè. Áo hung rất là xinh luôn, mã số 3. Chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em với. Đây. Số 3 nha các chị nha, số 3 nha. Số 3 các chị nha, đây. Rồi để em coi thử còn áo bánh bèo không. Babydoll không biết còn không chị. À, đồng giá 50k nha Hà Hâm, đồ của chị là đồng giá 50k hết, đồng giá 50k em nha. Bạn nào chị nào rảnh ghi giùm em đồng giá 50k giùm với để em ghim cái bình luận đó với các chị ơi. Đây, mã số 5 chị Bảo Du Babydoll không biết còn không em ơi, giờ chị đang bới lên. Đây, mã số 5 nha, chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. 55kg đổ về mặt vừa nha Thành Đạt. Nhưng mà cái này bạn nam thì cũng tùy, tại vì thường thường cơ địa của mấy bạn nam thì nó khá là cao. Rồi ok chị Liêm Hồ, em cảm ơn chị luôn, Kim bình luận nè. Cái này thì bạn nam á, những bạn nào mà cao ốm thì cũng không biết là bao nhiêu nữa. Đây, cái này hàng resize nên nó chỉ có một size thôi. Áo thun thì hầu như là nó chỉ có một size thôi các chị nha. Rồi, áo sơ mi đen nè, sơ mi đen hoa rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment hoa giùm em. Sơ mi đen hoa chỉ có một cái thôi, rất là xinh yêu. Sơ mi đen nha các chị nha, cái này là vải von. Rất là xinh luôn, như em thì em cực kỳ thích màu đen luôn. Em hay mặc đồ màu đen lắm luôn. Đây, chị nào lấy cái này comment hoa giùm em, 55kg đổ về mặt vừa. Đó, chất rất là xinh, các chị thấy không ạ? Đen nha các chị nha, chị nào lấy cái này comment đen giùm em, chất rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment đen giùm em, hello chị Yến Nguyễn. Đen nha các chị yêu ơi, đen nha, đó, đen, đằng trước nè. Chị nào lấy cái này. Áo của em mặc là 220k nha chị, Thảo Hồng nha. Những chị nào từ lúc mà em live stream đến giờ hầu như là các chị có hỏi về cái áo này của em rất là nhiều, nhưng mà áo của em nó là hàng Quảng Châu là 220k các chị nha. Các chị đừng có so sánh với những cái hàng Việt Nam. Cái này là hàng Quảng Châu, chất rất là đẹp, rất là mịn. Những cái shop ở ngoài Hà Nội nó bán thì khoảng hơn 400k, chất rất là đẹp luôn. Đường may rất là sắc sảo các chị nha. Chất rất là đẹp, rất là mịn luôn. 220 các chị nha, những chị nào mà muốn mua thì inbox cho em nha. Nhưng mà em không biết là còn hàng nữa không luôn, bởi vì cái này là hàng order các chị nha. Em sẽ không biết rằng là nó còn đủ hàng không, nên những chị nào mà muốn mua thì inbox giùm em nha. Đây, hoa nha, chị nào lấy cái sơ mi đen này comment hoa giùm em luôn. Comment hoa giùm em luôn.
comment 2 giùm em các chị yêu nha, comment 2 giùm em luôn. Má quỷ điệp, bạn đang mệt chọc chọc. Đây váy body các chị nha, váy dây body rất là xinh. Đây, váy dây body 55kg đổ về mặc vừa rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Váy body rất là xinh. Đây. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Xanh nha các chị yêu nha, xanh nha. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Xanh nha các chị nha. Mệt chết điệp, nhưng mà bây giờ tao ráng, tại vì kỳ này like nó bị kém tương tác, tao không có còn bán được như trước nữa, đang điên đây. Chán lắm, nó bán chỉ được một, có khi được 1/3. Đây, rồi ok, xanh của Nguyễn Thị Bích Chi nè, Nguyễn Thị Bích Chi có đơn rồi nè. Xanh của Nguyễn, chốt cho Nguyễn Thị Bích Chi nè. Rồi ok, xanh chốt cho Nguyễn Thị Bích Chi nè. Mặc quần đùi nè, mặc váy á, mặc váy quần á. Mặc váy quần á đi bơi, mặc váy quần. Áo thun trắng rất là xinh luôn. Áo thun trắng cực kỳ xinh luôn, áo thun thỏ, xinh gì luôn. Chị nào lấy cái này comment giùm em số 5. Đây. Rất là xinh các chị nha, số 5 nha. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em nha. Cực kỳ xinh luôn các chị nha. Đó, số 5 nè. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em các chị yêu nha. Rất là xinh luôn. Mặc quần váy mà đẹp. Thôi má mệt. Đây, số 5 nha. Chị nào lấy cái này comment số 5 giùm em. Rất là xinh, áo thun trắng nha. Áo thun trắng các chị nha, áo thun trắng nha. Số 5 nha các chị nha. Các chị ơi, bây giờ các chị muốn mua cái gì thì các chị comment lại giùm em với, để em lên luôn. Em tiếp tục lên luôn. Bao đo, mà bao đo không biết còn không luôn em. Oh my god, đây. À, cái áo sơ mi này xinh lắm nè. Áo sơ mi này cực kỳ xinh luôn, chỉ có một cái thôi. Chị nào không lấy hơi bị gì. Áo sơ mi. Áo sơ mi vải von rất là xinh, đây. Áo sơ mi vải von rất là xinh luôn các chị ơi. Ở bên này nó thắt một cái nơ. Chị nào lấy cái này comment giùm em số 7. Comment giùm em số 7 rất là xinh yêu, vải von rất là xinh. Đây, số 7 nha các chị nha, rất là xinh luôn. Đây nè, chất vải von rất là đẹp, mịn mát. Các chị nhìn nè, rất là mịn mát. Số 7, chị nào lấy cái này comment số 7 giùm em. Rất là xinh, chị 50k thôi, chất rất là đẹp. Số 7, cái này xinh nè. Rồi, số 7 của Tino, chốt số 7 cho Tino nè. Tino có đơn rồi nè. Số 7 chốt cho Tino, cái này xinh lắm luôn á. Bánh bèo ok anh Kim, giờ em đang tìm nè chị ơi, em không biết cái nào là bánh bèo với chị luôn á. Rồi số 7 chốt cho Tinh Nu hết rồi Bảo Du ơi, số 7 hết Bảo Du nha, Tinh Nu comment trước em nha. Bánh bèo, em đang tìm áo bánh bèo. Rồi bánh bèo đây, trời còn áo bánh bèo. Số 9. Số 9 rất là xinh, sơ mi, số 9 nè các chị yêu ơi, số 9 nè. Số 9 nè các chị yêu ơi, số 9 nè. Chị nào lấy cái này comment số 9 giùm em với các chị nha, số 9 nè. Số 9 nè các chị nha, số 9 nè. Số 9. Số 9 nha các chị nha, số 9 rất là xinh luôn, áo sơ mi tay nè, bánh bèo nè. Không biết Babydoll còn không Bảo Du ơi, bây giờ chị đang lục hàng. Chị cũng đang bới bới lên luôn, tại đồ chị quăng nhiều quá. Đây số 9 cái tay rất là xinh các chị nha. Rớt vai em không biết còn không nữa chị Mộc Thảo ơi. Số 9 nè, chị nào lấy cái này comment số 9 giùm em, rất là xinh luôn. Đóng thùng mặc quần rồi rất là xinh. Đó, số 9 nha, chị nào lấy cái này comment số 9 giùm em. Rất là xinh luôn, tay nè. Tay nè các chị, tay nó rất là xinh. Số 9 nha chị. Dạ em cũng không biết nữa chị. Anh Kim ơi, bây giờ em đang lục đồ lên đó chị. Em không biết là nó có không luôn á. Tại vì đồ của em cứ bới bới lên đó chị.
Số 9 nha các chị nha, chị nó lấy cái này comment cho em số 9 luôn. Đây, có bánh bèo luôn. Có bánh bèo rớt vai đồ gì đây nè chị ơi. Có áo thun sắc lắm. À là áo ba lỗ hả em? Có ba lỗ luôn Nguyễn Thị Bích Chi nha. Có ba lỗ dưa hấu nè, có ba lỗ nè. Đây, áo rớt vai nè, thun rớt vai, thun gân nè các chị ơi. Đây, thun gân rớt vai màu nâu. Do em cục nơ tởm quá, em phải gỡ ra thôi. Em cục nơ tởm quá luôn. Đây, đây cái áo này nó như vậy các chị nha. Ở đây cục nơ nè, màu nâu nè, rất là xinh luôn, rớt vai. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Nó sao ta? Cái này để em cột lại cho các chị coi chứ em cột tổn quá. Màu nâu nha các chị nha, cái này là bẹt vai rất là xinh luôn, màu nâu. Màu nâu nha các chị nha, màu nâu, chị nào lấy cái này comment nâu giùm em. Đây nè, nó như vậy nè các chị. Đó, rớt vai. Các chị thắt nơ sao cho đẹp giùm em nha. Rồi ok, chị Anh Kim nè. Chị Anh Kim ơi, chị cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Rồi, của chị Anh Kim nè. Rồi, chị Anh Kim cho em địa chỉ với số điện thoại đi chị ơi. Chị Anh Kim ơi, cho em số điện thoại với địa chỉ đi. Áo của em là đang mặc là 220k nha chị nha. Hàng Quảng Châu nha, Phạm Thị Thu Hiền nha. Còn những đồ khác em bán là đồng giá. Rồi, chị Anh Kim cho em địa chỉ với số điện thoại đi chị ơi. Như Mai ơi, áo của chị còn nhưng với điều kiện là phải order em nhé. Order nha, cái này hàng Quảng Châu, không phải hàng đồng giá. Còn tất cả những đồ chị like nãy giờ đều là đồng giá 50k hết. Chị Anh Kim ơi, chị cho em số điện thoại và địa chỉ giùm em nha chị nhé. Cho em số điện thoại và địa chỉ luôn. Cho em số điện thoại và địa chỉ luôn chị Anh Kim nhé. Rồi, áo thun màu đỏ rất là xinh. Áo thun màu đỏ rất là xinh luôn. Có chữ lớp, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em. Cực kỳ xinh luôn. Chữ lớp rất là xinh đây nè. Chắc em phải lấy một cái bận quá. Đóng thùng váy rất là xinh. Màu đỏ cái chị nha. Màu đỏ rất là xinh luôn. Dạ, hai cái ship nha chị Anh Kim nha. Hai cái trở lên thì em sẽ ship chị nha. Nếu mà ở gần thì một cái em cũng ship luôn. Nhưng mà hai cái ở xa thì hai cái em sẽ ship. Đây, áo đỏ nè, chị nó lấy cái này comment đỏ giùm em. Rất là xinh rồi, đỏ của Tinh Nu. Cái này xinh lắm Tinh Nu ơi. Cực kỳ xinh luôn, chị cũng lấy một cái màu đỏ. Rồi chốt đỏ cho Tinh Nu. Để chị coi còn đỏ không nha Bích Lan nha. Để chị nộp cho em coi còn đỏ không. Nếu mà có thì để em luôn. Chị nha, đỏ hết rồi, đỏ hết rồi các chị ơi. Không biết còn đỏ không, em đang xem. Nếu mà còn thì em comment em ấy cho các chị luôn. Bây giờ em đang xem hết đỏ rồi các chị ơi, hết đỏ rồi, hết đỏ rồi, còn hồng thôi, hồng được không ạ? Không biết còn đỏ không, trời ơi. À, còn đỏ nha, Bích Lan có đỏ nha. Còn một cái đỏ để cho Bích Lan. Bích Lan comment số 2. Đây, cái đỏ còn của Bích Lan nha. Cái đỏ này là Bích Lan nha. Rồi ok chị. Bích Lan ơi, kỳ này em mua chị sẽ re-ship cho em nha. Em nhớ nhắn tin. Rồi em nhớ nhắn tin lại cho chị nha. Em nhớ nhắn tin lại cho chị là chị ơi re-ship cho em. Tại vì nhiều khi chị làm hàng dữ quá chị hay quên á. Chứ không phải là chị gì đâu. Có gì em nhắn tin lại giùm chị nha Bích Lan nha. Chứ không là chị quên chị xù luôn á. Rồi màu đỏ hết nha các chị nha. Chị có hai cái thôi Bích Lan. Còn một cái màu hồng. Màu hồng rất là xinh luôn. Chị nào lấy comment hồng giùm em với. Hồng nè. Chị nào lấy cái này comment hồng giùm em. Comment hồng giùm em luôn.
Có mình hồng giùm em nha các chị yêu ơi. Đây còn màu hồng nè. Chị nào không mua được màu đỏ thì lấy màu hồng cũng rất là xinh đây. Màu hồng cũng cực kỳ xinh yêu luôn đây. Màu hồng cũng rất là xinh các chị nha. Hồng cũng xinh lắm luôn, không kém phần đỏ đâu. Rồi, màu hồng các chị nha. Chị nào lấy cái này con mình hồng giùm em đây. Đó. Màu hồng nha các chị, hồng nha. Hồng nha các chị nha, hồng nha. Rồi nguyên một set luôn. Cái này xinh nè. Cái này xinh lắm luôn này Lan ơi. Cái này nguyên một set luôn các chị nha. Nguyên một set nè. Áo với váy nè. Áo váy chị nào lấy cái này comment giùm em là váy caro đi. Các chị comment giùm em caro. Áo này rất là xinh. Đây là nguyên một set nha. 55 kg đổ về mặc vừa. Đây nè các chị. Ở trên nó là áo như vậy nè. Cái này mặc đi chơi được luôn. Rồi dạ ok chị Anh Kim. Đây cái này bánh bèo nè chị ơi. Cái này cực kỳ bánh bèo luôn. Đây 55 kg đổ về mặc vừa. À, áo với quần rất là xinh. Đây cái áo của nó như vậy nè. Chân váy của chị mặc inbox chị nha Thủy Lê nha. Cái này chân váy nếu mà có inbox giùm chị nha. Để chị coi còn không. Để chị coi còn không nha. Đây chân váy của chị mặc rất là xinh. Để chị coi còn không. Rồi caro. Caro rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment caro giùm em nha. Đây nè rất là xinh luôn. Váy với lại đây. Trời chân váy caro của chị Hiến Lê. Chị Hiến Lê ơi, chị có đơn chưa chị ơi? Chị có đơn chưa chị hả? Chị có đơn chưa hả chị hả? Chị có đơn chưa chị Hiến Lê ơi? Chị có đơn chưa ạ? Chị Hiến Lê ơi, chị có đơn chưa chị ơi? Chị rồi chân váy cái set caro này của chị Hiến Lê nha. Ủa chị Hiến Lê có đơn rồi hả ta? Để em coi lại. Chị ơi chị à rồi ok chị Hiến Lê đợt trước á rồi ok chị Hiến Lê luôn em chốt cho chị Hiến Lê. Hiến Lê có đơn từ đợt trước rồi ok chị hên quá em chưa có ship luôn. Để mai tối nay em làm hàng mai em ship luôn các chị nha. Rồi bây giờ em lựa cho chị luôn nè anh Kim. Bây giờ em lựa lục lên cho chị luôn. Dạ có dùm nha nghe tô có dùm nha rồi chị Hiến Lê hay là em chưa gửi luôn. Rồi bây giờ tìm mã bánh bèo hả chị. Rồi áo bánh bèo là chị Anh Lê ơi đây rất là xinh luôn. Bánh bèo rốt vai nè. Áo của em là hàng order nha. Ủa đợt trước ship rồi hả chị. Rồi ok sorry chị để dùng hai cái để em ship luôn. Áo bánh bèo các chị nha, áo bèo rất là xinh, rớt vai. Cái này 55 kg đổ về mặc vừa. Không, cái này tầm 50 kg đổ về mặc vừa thôi. Cái này hơi nhỏ. Cái này 50 kg đổ về mặc vừa. Đây, chị đều lấy cái này comment số 2 giùm em. Rồi ok, sorry chị Hiến Lê. Rồi, chị lấy thêm hai sản phẩm em ship chị nha. Các chị chịu khó lựa giùm em hai sản phẩm luôn. Cái này số 2 nha, chị đều lấy cái này comment số 2 giùm em. Baby doll hả em? Đang tìm luôn nè. Đang tìm mà không biết có không. Đây số 2 nha. Chị nào lấy cái này comment số 2 giùm em. Số 2 nha các chị yêu nha. Số 2 nè. Số 2 nè. Áo bánh bèo. Bánh bèo ơi. Rồi đây
mặc hả chị Hiến Lê? Cái áo của em phải order chị ơi. Đây, áo đỏ sọc nè, rất là xinh luôn. Áo đỏ trắng, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em. Áo đỏ trắng rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em. Đây, rất là xinh nha các chị nha. Số 3 nha, 55kg đổ về mặt vừa nè. Rất là xinh luôn, dạng như thun gân các chị nha. Đây, số 3, cái này đóng thùng hay mặc quần jean ôm rất là xinh. Đóng thùng được luôn. Số 3 nha, chị nào lấy cái này comment số 3 giùm em nè. Số 3 nha các chị yêu nha, số 3 nè. Đó, số 3 nha các chị nha, số 3 nha, chị nào lấy cái này comment số 3. Rồi ok, số 3 nè. Dạ 50k đồng giá, cái này, cái áo của em thì inbox giùm em nha chị nha. Inbox giùm em số 3 của Nguyễn Thị Bích Chi nè. Số 3 hết rồi Bảo Du ơi, Chi comment trước rồi em ơi. Hai đứa này cái gu đồ giống nhau ghê á, con Chi với lại Chi với Du. Comment đồ giống nhau ghê. Bích Chi đâu rồi ta? Rồi số 3. À áo em đang mặc. Áo em đang mặc. Ok Bích Lan, chị biết rồi, chị biết rồi em. Số 3, số 3. Áo em đang mặc inbox giùm em nha chị Hiến Lê nha. Để em tìm áo bánh bèo cho chị anh Kim đã, tại vì đã đợi cũng lâu rồi. Ok, áo màu xanh nè. Rồi, màu xanh. Màu xanh rất là xinh luôn, có hoa nè, bánh bèo nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Hoa. Áo thun xanh nha, 55kg đổ về mặt vừa nha. Đây, xanh nha. Xanh nha các chị yêu nha, xanh nha. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Xanh rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em nha, rất là xinh luôn. 55kg đổ về mặt vừa các chị nha. Xanh nha các chị nha. Đây, xanh nha các chị yêu nha, xanh nè. Đó, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em luôn. Rồi, còn một set như hồi nãy màu đỏ rồi, rất là xinh luôn. Đây, áo như vậy nè, váy nè. Váy với quần các chị nha, đây, váy với quần rất là xinh màu đỏ. Còn quần đùi nè, chị nào lấy cái này comment giùm em, đỏ. Giống như cái bộ của chị Hiến Chi lấy hồi, chị Hiến Lê lấy hồi nãy nhưng mà rất là xinh, 55kg độ về mặt vừa màu đỏ. Đó, có hai màu thôi, đỏ. Đây, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em nha, rất là xinh yêu luôn. Rất là xinh yêu luôn. Đỏ. Chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em nha, rất là xinh nha, nguyên một set luôn các chị nha, nguyên một set luôn, cái này mặc lên rất là xinh. Mặt rất là xinh luôn. Đây, đỏ. Ok, đỏ của Nguyễn Thị Bích Chi nè. Của Nguyễn Thị Bích Chi nè, chốt đỏ cho Nguyễn Thị Bích Chi nè. Hết rồi chị Y Lê Minh Nguyễn ơi, Chi lấy trước rồi chị ơi, Chi lấy trước rồi không biết còn không. Cái
này xinh quá, chắc mình bận quá. Nguyên một set màu xanh này rất là xinh luôn, rất là sexy luôn. Đây nè các chị ơi, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em luôn. Đây, quần ống rộng, quần ống rộng áo xanh rất là xinh. Đang tìm nè bạn Du ơi, không biết còn không em ơi. Không biết còn không nè, chị đang tìm nè em. Đây, chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Rất là xinh, cái áo như vậy thôi, rất là đơn giản. Thêm cái quần ống rộng ở dưới màu xanh, nó là dạng quần lửng vậy nè. Nó là dạng quần lửng tới đây nè các chị. Đó, áo ở trên này nè, rất là xinh. Chị nào lấy cái này comment xanh giùm em. Các chị không lấy cái này chắc em lấy mận luôn á. Rất là xinh, chất rất là dễ chịu. Thôi chắc lấy mận luôn á. Xanh, xanh nha các chị yêu nha. Dạ rồi, ok chị Hiến Lê, ok chị, ok chị. Ok chị Hiến Lê luôn. Rồi dạ, rồi. Em không biết là chị ơi, em đang lục nãy giờ luôn á chị. Rồi, một cái set rất là xinh luôn, cái set hồi nãy của chị Hiến Lê xả. Hiến Lê xả đi, chị nào lấy cái này comment lại giùm em caro của cái chị Hiến Lê xả đây, caro. Dạ rồi, ok chị Hiến Lê, không sao. Dạ rồi, đây. Cái này caro nha, chị nào lấy cái này comment caro giùm em. Comment caro giùm em các chị yêu nha. Comment caro giùm em. Comment caro giùm em nha các chị yêu nha. Đây, comment caro giùm em nè, rất là xinh yêu luôn. Comment caro giùm em. Đó, chị nào lấy cái này comment caro giùm em. Còn một set các chị nha, còn một set này rất là xinh luôn, 55kg đổ về mặt vừa nè. Caro nè, chị nào lấy cái này comment caro giùm em. Caro nha các chị yêu nha. Bây giờ tìm. À rồi, có áo đây. Áo cổ lọ. Áo chị mặc công mà inbox giùm chị nha. Đây, áo rất là xinh luôn, cổ lọ đây. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Cổ lọ rất là xinh. Cái này rất là xinh luôn. 55kg đổ về mặt vừa, tay dài các chị nha, dạng như len á. Thun len đó các chị, dạng như thun len rất là mát mịn. Rất là xinh luôn. Đây nè. Cổ lọ nha, rất là xinh. Cái màu này cũng rất là đẹp. Chị nào lấy cái này comment giùm em cổ lọ. Đây rất là xinh này các chị thấy không? Nó dày lạng lên gân á. Nè, rất là xinh, có độ co giãn các chị nha. Rất là mịn. Chất vải nó mịn tưng à. Chị nào lấy cái này comment giùm em là. À, 5 cái gì em, áo chị mặc bao nhiêu, áo của chị hả em? Áo của chị inbox giùm chị nha. Áo của Ly đang mặc, những bạn nào muốn mua thì inbox giùm nha. Inbox giùm Ly nha. Rồi, cái này chị nào lấy cái này comment cổ lọ giùm em nha các chị nha. Comment cổ lọ giùm em luôn. À đây. Có áo bánh bèo hoa luôn. Có sơ mi luôn, Mỹ Hạnh. Đây, còn Babydoll này Bảo Du ơi. Cái này chị nào lấy cái này comment hoa giùm em. Babydoll hoa rất là xinh. Rồi, cổ lọ của nhà nghỉ Ngọc Nga. Nhà nghỉ Ngọc Nga ơi, cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị ơi. Cho em số điện thoại và địa chỉ đi chị. Nhà nghỉ Ngọc Hoa ơi, Ngọc Nga ơi.
Nhà nghỉ Ngọc Nga cho em số điện thoại và địa chỉ đi. Nhà nghỉ Ngọc Hoa ơi, cho em số điện thoại và địa chỉ luôn chị ơi. Rồi chốt cổ lọ cho chị nhà nghỉ Ngọc Loa Hoa nè. À, sơ mi nè Mỹ Hạnh ơi, em có đơn chưa Mỹ Hạnh ơi? Sơ mi nè em hả? Áo sơ mi này phải không em? Cái baby doll này phải không Mỹ Hạnh? Rồi cái baby doll này là baby doll hoa, chị nào lấy cái này comment hoa giùm em. Dạ rồi ok chị Anh Kim, rồi ok chị luôn. Hoa này chị nào lấy cái này comment hoa. Rồi chị ơi chị cho em địa chỉ luôn. À, rồi ok bây giờ lên xét nách nữa nè. Rồi Chí Hải chị ơi, chị cho em địa chỉ cụ thể luôn. Chí Hải là sao chị hả? Chị cho em địa chỉ cụ thể luôn chị nha. Cái này sơ mi hoa nè, chị nào lấy cái này comment hoa giùm em nha. Hoa nha các chị nha, hoa nha. Comment hoa giùm em luôn các chị nha, comment hoa giùm em luôn. Bây giờ em đang lên coi có áp hiểu không. Rồi ok Bảo, ok Bảo Du để chị tìm xét mắt luôn. Rồi áo kiểu rất là xinh luôn, áo kiểu bánh bèo đây. Áo trắng đen bánh bèo các chị nha. Cái này chị nào lấy cái này comment giùm em. Trắng đen đây, nó rất là đơn giản, dạng crop top. Và đây cái tay nó như vậy nè các chị, cái tay nó có thun nè, cái này nó có nơ nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em. Trắng đây này rất là xinh đó, 55 kg đổ về mặt vừa đây. Trắng nha, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em đây, rất là xinh luôn các chị ơi. Rồi ok chị nhà nghỉ Ngọc Nga đầm sơ mi. Rồi ok chị luôn, chị cho em lại địa chỉ luôn chị ơi. Đầm sơ mi em chuẩn bị lên nè chị ơi, có mấy cái để xí em lên đầm sơ mi cho chị coi. Đây. Đây, chị nào lấy cái này comment trắng giùm em nha, rất là xinh luôn, bánh bèo. Trắng. Trắng rất là xinh luôn. Rồi áo ba lỗ nè. Áo ba lỗ rất là xinh luôn. Dạng đây, cái này áo ba lỗ mắc cười nè, cái này rất là xinh nha. Dạng sao ta, nó xòe như vậy nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em đỏ. Áo ba lỗ nha các chị nha. Áo ba lỗ nè, áo ba lỗ rất là xinh, sát nách nè. Chị nào lấy cái này comment giùm em đỏ. Rất là xinh, mặt cười, chất rất là đẹp các chị nha. Đây nè, ở dưới nó dài dài. Áo của em mặc, chị nào muốn mua inbox giùm em nha. Inbox giùm em với các chị nha. Đây, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em nha, rất là xinh luôn. Đỏ nha các chị yêu nha, đỏ nè. Đỏ rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em với các chị yêu nha, đỏ nha. Đỏ nha các chị nha. Ba lỗ, có ba lỗ dưa hấu nè. À, không, cái này là áo hung dưa hấu. Áo hung dưa hấu xinh quá, chắc lấy một cái đi biển quá. Đây, áo hung dưa hấu rất là xinh luôn, chị nào lấy cái này comment giùm em dưa hấu. Áo thun dưa hấu rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa, đi biển cực kỳ xinh luôn, mặc quần đùi bao mát. Nghỉ hè mặc cái này rất là xinh, chị nào lấy cái này comment dưa hấu giùm em nha. Comment dưa hấu giùm em nha các chị nha, comment dưa hấu giùm em nha. Đây. Váy sơ mi. Cái này là dạng váy ngủ sơ mi nha, lá nè, hình chiếc lá. Chị nào mà lấy cái này comment giùm em chiếc lá. Cái này 60 kg đổ về mặt vừa. Đây lá, dạng váy sơ mi nha các chị nha. Sơ mi ngủ nè, rất là xinh luôn. Chị nào lấy cái này comment lá giùm em. Chị nào lấy cái này thì comment lá giùm em các chị nha. Comment lá giùm em luôn. Comment lá giùm em nha các chị nha. Đây, comment lá giùm em. Rất là xinh luôn. Comment lá nha các chị yêu nha. Comment lá nha. Comment lá nè, rất là xinh nha.
Đó, chị nào lấy comment lá giùm em luôn. Điện thoại của em sắp hết pin rồi, em like cái này thì em sẽ kết thúc like luôn, tại vì điện thoại của em hết pin luôn rồi. Đây, áo màu đỏ này rất là xinh, áo màu đỏ của chữ V này rất là xinh, chị nào lấy cái này comment giùm em đỏ nè, rất là xinh, 55 kg đổ về mặt vừa thun gân luôn, chị nào lấy cái này comment đỏ giùm em luôn. Điện thoại sắp hết pin rồi các chị ơi.